Thị trường phiên giao dịch vừa rồi lại tiếp tục là một phiên giảm điểm, cụ thể VN giảm 3,05 điểm so phiên trước và đóng cửa mức 1.280,75 điểm. Giá trị giao dịch mức thấp 15.253,43 tỷ. Về khối ngoại, họ lại tiếp tục bán ròng tương đối rác lên đến 761,93 tỷ. Thì trong đoạn này thì chúng ta còn một cái vùng gap 1.250-1.260 điểm nó hở ra và nó chưa có yếu tố quay lại retest, nên trong tuần tới nó sẽ quay lại retest những cái vùng này. Tại vì hầu như 80% gap sinh ra nó sẽ quay lại lắp hoặc retest trong tương lai. Mình ví dụ cụ thể cho bạn dễ hình dung. Ở đây gap up hở ra thì nó sẽ quay lại retest này. Ở đây gap up hở ra này nó tăng được vài phiên cũng phải quay lại retest. Hoặc ở đây nó hở gap nó cũng phải quay lại retest. Hoặc ở đây nó hở gap cũng quay lại retest. Hoặc ở đây nó hở gap thì sao ạ? À? Các bạn thấy này, khoảng trống được qua gap này nó cũng phải quay lại retest. Hoặc ở đoạn này này, nó ở gap này nó tăng đâu khoảng là 5 7 phiên đó, nó neo neo trên gap một vài phiên thì sau đó cũng sẽ quay lại retest, đúng vậy ạ? Nên đoạn này thì nó sẽ quay lại retest thôi. Và mình có nói bạn rằng ấy, thị trường ta khả năng ở đây nó có thể xảy ra nhịp bull trap. Các bạn thấy rõ ràng rằng nó đã có những trạng thái bull trap rõ ràng hơn rồi, khi bạn thấy nó không vượt được những cái cản mạnh của nó 1.300 điểm, và nên hầu như những cái ai mua ở đây này thì nó mang những trạng thái rủi ro khá cao. Tại vì bạn biết rằng ấy, nhà đầu tư thì khả năng này nhất không phải là mua ngay đỉnh mà mua tại những nhịp bull trap. Mình ví dụ cụ thể, các bạn thấy ở đây này, nhà đầu tư mình lỡ mua trên đỉnh này thì người ta vẫn có nhịp hồi người ta xử lý, nhưng mà mua ngay nhịp bull trap này bạn thấy thì khi mở biên nó giảm các bạn sẽ không có cái nhịp hồi để xử lý. Hoặc đoạn này này nó cũng tương tự như vậy, đúng chưa ạ? Hoặc đoạn này này nó cũng là nhịp bull trap, bạn mua ngay đoạn này đi mà lỡ dính vô những phiên này nó mở biên nó rơi như này, bạn xử lý kịp không? Làm gì xử lý kịp, tại vì khi mua ở đây này đúng giờ nó mở biên nó rơi thì hàng về bạn lỗ 50%, bắt đầu cân bằng trở lại, các bạn kỳ vọng nó hồi cao hơn để bạn bán, nhưng không hồi cao hơn là tiếp tục nó đạp, đúng chưa ạ? Nó đạp đến khi nào bạn chịu nổi bạn cắt ra thì khả năng nó sẽ là ngay đáy. Nên hầu như nhà đầu tư thiệt hại nặng nề nhất ấy là sau cái vùng đỉnh hoặc được gọi là cái vùng bull trap, hoặc là ở đoạn này nó cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây này ngay đỉnh thì người ta vẫn có gì ạ, những cái nhịp hồi để chúng ta xử lý, nhưng mà bạn thấy đi, mua sau đỉnh hoặc là những cái nhịp bull trap đi thì bạn thấy đi đâu có cơ hội để xử lý đâu. Nên vì sao ở đoạn này các bạn thấy những video trước mình nói bạn rằng ấy, ở đây nó vẫn có thể xảy ra nhịp bull trap hết sức bình thường, nên các bạn đừng có vội vàng mua khi mà nó quay lại đỉnh cũ nó và nó chưa có sự bứt phá vượt hẳn 1.305 điểm. Và ở đây bạn thấy tại vì sao mình nói bull trap ngày càng rõ, tại vì thị trường ta nó đã đầy đủ điều kiện để có thể là đi lên và có thể là bước vào con sóng mới rồi, nhưng mà bạn thấy đi, cái phiên ngày 9 tháng 7 này nó bùng nổ thì cái phiên sau nó chỉ cần kéo vào ngân hàng thôi thì đã vượt 1.300 nhưng nó lại không kéo, đúng giờ các bạn nhìn qua những con Vietcombank đi, Vietcombank này phiên trước Techcom đúng chưa ạ, đây này phiên sau là tiền đề để kéo thị trường đi lên này mà nó không kéo, rõ ràng nó kéo không không hay bạn thấy con BID này nó kéo, con BID thị trường ta đã gì ạ, đã vượt rồi và bạn thấy ở đây nó lại không kéo, và phiên trước là phiên tết cung đầy đủ tiền đề rồi mà, các bạn thấy con ACB nó cũng tương tự như vậy đúng mà, rồi cái phiên sau của cái phiên ngày 9 tháng 7 là người tháng 7 rồi bắt đầu phiên sau đó một phiên nữa, thì bạn thấy đi thị trường ta nó đón được những cái tin tức rất là tốt về việc gọi là phép cắt giảm lãi suất đúng không ạ, rồi thêm những cái gì nữa ạ, rồi thêm về những cái tín hiệu về Dow Jones tăng cực kỳ mạnh, nhưng tại vì sao chúng ta có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa nó lại không kéo, các bạn phải đặt ra câu hỏi như thế. Khi mà tin tốt ra mà thị trường ta nó phản ứng tiêu cực lại với cái tin tức tốt thì chứng tỏ thị trường ta nó đang là thị trường suy yếu, mà thị trường ta suy yếu sao thì nó phải cần có những cú rũ, tại vì bản chất nếu mà tổ chức họ gom đủ hàng thì họ đã giá lên ở vùng giá cao rồi, cho tôi muốn mua giá cao hơn, còn rõ ràng ở đây này những cái điều kiện đầy đủ nhưng mà họ không đánh lên thì chứng tỏ tổ chức họ chưa gom đủ, và chưa gom đủ thì sao ạ, thì họ phải rũ, còn rũ về đâu thì chúng ta phải chờ thôi, chứ không phải là chúng ta đoạn này chúng ta lao vào chúng ta bắt đáy sớm, thì bản chất chúng ta không biết rồi đấy đúng vậy, nên chúng ta phải chờ, chờ khi nào nó rủ xong dòng tiền xác nhận và xuất hiện những dắt chúng ta mới tham chiến được, tại vì khi chúng ta mỗi lần nó chỉnh nó đều xuất hiện một cái dòng những dắt mới, các bạn thấy ở đây đi thị trường ta chỉnh nhát này dòng gì xuất hiện đúng vậy ạ, đó là dòng đầu tư công xuất hiện là dòng những dắt, các bạn nhìn qua chart yếu đồ này bằng bấm vào LCG đi, nguyên tắc trên thị trường này là sóng sau nó xô xuống trước, ở đây này nó chỉnh cái này LCG nó là con những dắt và là dòng những dắt, các bạn thấy đi mua được con LCG lãi được bao nhiêu phần trăm, khoảng 80% khi mà thị trường ta chỉnh xong đúng vậy, và cái điểm mua nó xuất hiện là chung với thị trường chung, chúng phải là chúng ta mua trên đây, rõ ràng dòng dẫn dắt nó xuất hiện khi thị trường ta có sự gì ạ, có sự xác nhận rõ ràng như vậy, bạn thấy này đâu là sự xác nhận của nó có phải không, đây này cái điểm đồng thời này xác nhận này, bạn mua đúng điểm này đi, bạn mua đúng dòng dẫn dắt đi thì dòng dẫn dắt xuất hiện khi chúng ta có sự xác nhận chứ đâu phải là xuất hiện trước đây, rõ ràng ở đây này nó mới xuất hiện, nó dòng dẫn dắt nó mới là điểm mua chuẩn nhất đúng vậy, và mua từ điểm này lên tới trên đây đi bạn lãi được bao nhiêu phần trăm, có phải là được bảy mấy phần trăm không, trong khi đó bạn thấy con FTS đi nó phải là dẫn dắt nó, thực chất nó không phải dẫn dắt, mà bạn lỡ bạn vô trước đi, ví dụ như ở đây nó sideways các bạn vô trước đi, ở đây các bạn thấy nó bùng nổ lên đó, nó bùng nổ nhưng mà nó không tăng tăng mạnh bằng con LCG, tại vì cái yếu tố con LCG do tích lũy nhiều hơn, và bạn thấy đi con FTS này các bạn thấy đi lên đây bạn mua trật dòng dắt thì sao ạ, thì bạn đâu lãi nhiều đâu, trong khi đó con LCG rất nhiều, nhưng mà đến cái đoạn này này nó chỉnh xong nhịp này dòng chứng khoán đi lên này các bạn mua đúng con FTS thì bạn lãi mới nhiều đúng vậy, đây này nó là sóng dắt nhưng bạn mua lại con LCG đi,
Hay là bạn nắm LCG có lãi gì không? Bản chất nó đi ngang 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 thì bạn không có lãi, nên bạn thấy sóng sau xuống trước là nguyên tắc, là khi cái dòng này là sóng dẫn dắt của cái đoạn trước thì đoạn sau nó sẽ không phải là sóng dẫn dắt nữa, nên bạn phải chờ đánh được sóng dẫn dắt. Ví dụ ở đây nó chỉnh sóng nhịp bắt đầu là dòng chứng khoán thì bạn phải đánh được dòng chứng khoán, chứ không phải là bạn đánh con LCG đúng giờ. Và sau khi chứng khoán dẫn dắt xong thì bạn thấy rõ ràng rằng đi đoạn này này nó đi lên bắt đầu nó chỉnh thêm nhịp, chứng khoán nó đâu còn dẫn dắt. Các bạn nhìn qua con SSI đi, nó có dẫn dắt không? Nó dẫn dắt thì lại sao nó đi ngang ngang như thế này, trong khi đó con MBB nó lại dựng đứng lên như thế này, hay con GVR nó là dẫn dắt này, là khu công nghiệp đúng chưa, bộ đôi sóng ngân hàng và khu công nghiệp, rồi sau đó chỉnh nhịp nữa thì sao ạ? Dòng gì dẫn dắt? Có phải là dòng công nghiệp dẫn sóng nữa không? Không, nó không dẫn sóng mà đến dòng gì? Dòng công nghệ, cảng biển. Và sau khi cảng biển dẫn sóng xong, bạn thấy đi, đoạn vừa rồi là một vài cổ phiếu nhỏ nhỏ của dòng gọi là phân bón nó kéo thôi, còn thực chất thị trường ta mà cái dòng phân bón kéo thì chưa lên được, nên đoạn này nếu nó đổ nhịp nữa thì chúng ta phải để tiền để chúng ta đánh dòng dẫn dắt, chứ không phải là chúng ta cứ đu những cái cổ phiếu mà đoạn trước nó mạnh rồi lúc thị trường ta nó rủ chúng ta còn tiền đánh không? Đương nhiên làm gì còn tiền đánh, các bạn kẹp hết trên đây này. Và lỡ thị trường ta rủ mà nó không phải rủ về đây mà nó rủ về sâu hơn vùng giá 1215 sao, hay rủ về vùng giá 1180 sao, chúng ta chưa biết được, nên chúng ta phải chờ xuất hiện dòng dẫn dắt rồi xuất hiện những cái trạng thái khuếch đại về dòng tiền để chúng ta vào nó sẽ an toàn hơn. Chứ rõ ràng là đoạn này có tín hiệu gì đâu chúng ta vào. Ở đây bạn nói ở đây nó là cái tín hiệu để trường ta vượt tầng 3, nó có vượt đâu, nếu nó vượt nó đã vượt trong phiên phía sau rồi. Và bạn thấy khi chúng ta vượt tầng 3 chúng ta mua có được không? Rõ ràng khi bạn thấy khi trường vào sóng nó phải vào ngày đây này, nó vào sóng nó vượt hẳn khỏi cản này này, cái đây cái cản đó này có phiên đánh vượt cản đi, bạn vào đây này an toàn không? An toàn chứ, ở đây này nó là cản nó đánh vượt hẳn cản các bạn thấy đi, ở đây này điểm vào an toàn không? An toàn chứ, nó là như thế, ở đây này nó đánh vượt hẳn cản này, bạn vào này an toàn không? Nó sẽ an toàn, nên vì sao mình đâu có vội đâu, lỡ nó dính những nhịp này sao? Các bạn thấy đổ thêm nhiều nữa này nữa sao? Các bạn chắc chỉ bạn nắm hàng được tới đây, đạp thủng hết hỗ trợ chắc chỉ bạn đã nắm hàng được đó. Nên vì sao mình luôn luôn là chờ gì? Một là chờ chiết khấu, hai là chờ cái sự bùng nổ về thanh khoản và có dòng dẫn dắt, mình luôn luôn mình chờ tín hiệu đó, chứ mình có vội vàng với thị trường đâu. Trong thị trường này là cái thiết bị chuyển tiền, đầu tư thiếu kiên nhẫn sao tôi kiên nhẫn, nên nhà đầu tư nào mình kiên nhẫn được thì người đó sẽ là người chiến thắng ở sau cùng, là lúc thị trường chúng ta điều chỉnh chúng ta còn tiền ta đánh dòng dẫn dắt. Còn các bạn ở trên đây bạn cứ tấn công thì lúc cái thị trường ta nó bắt đầu nó chỉnh thì bạn bắt đầu bạn phải cắt lỗ. Còn những người mà phòng thủ đây lúc bị chúng ta nó chỉnh hoặc là xuất hiện những cái dòng dẫn dắt thì chúng ta còn tiền chúng ta đánh, thì lúc đó chúng ta mới có thể tối ưu hóa được biên độ lợi nhuận. Nên bạn phải biết lúc nào nên tấn công, lúc nào nên phòng thủ. Tại vì có câu nói rất là hay của ông radio, nói rằng ấy, nếu các bạn không quyết liệt các bạn sẽ không kiếm được tiền, còn nếu các bạn không phòng thủ thì bạn sẽ không giữ được tiền. Nên các bạn thấy phải biết đoạn nào nên phòng thủ, đoạn nào nên quyết liệt. Cái đoạn quyết liệt bạn quyết liệt dưới đây này, không quyết liệt lên đây, bạn quyết liệt cái gì ở đây? Các bạn nhìn nguyên cái thị trường đi, có dòng nào nó dẫn dắt thị trường ta đi lên được không? Rõ ràng là chưa đúng dạ. Rồi bạn nhìn các cổ phiếu cái như con gì đây, con Vietcombank này, bạn thấy có đánh lên chưa? Nó chưa đánh lên thì làm sao chúng ta lên được? Và bản chất mình đánh giá rằng ấy, chúng ta chỉ phân tích qua dòng banh thôi, chúng ta biết thị trường ta lên hay không, rồi các bạn kẻ ra cái kênh xu hướng của nó đi. Ở đây nó đã thay đổi cấu trúc của nó chưa? Rõ ràng chưa thay đổi cấu trúc giảm của nó này, đây vẫn là kênh xuống giảm của nó đúng dạ. Rồi ở đây bạn thấy đi, nó quay lại retest những cái đường neckline của nó là việc bình thường mà. Ở đây bạn kẻ ra đi, phải đường neckline không? Đây này mẫu hình gì xuất hiện đây, có phải mẫu hình vai đầu vai không? Vai này, rồi đây là đầu này, rồi đây là vai này, rồi sau khi quay lại cách la này bạn thấy đi, nếu ấy mà cái phiên ấy mà thị trường ta nó bùng nổi lên ở đây này, dòng tiền xác nhận của Vietcombank xác nhận vào sóng, mình chấp nhận mình vào, nhưng mà mình nhìn con Vietcombank nó không vào sóng thì mình đánh giá khả năng nó sẽ là 7 đúng giờ. Tại vì sao? Tại vì ở đây dòng tiền chấp nhận nó vào nó lên đâu, ở đây có độ gom hàng chưa? Chưa, thực chất chưa độ gom hàng, ở đây gom đủ bao nhiêu, nó cứ lài 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 giảm như này chưa tháo đâu, nó phải đánh nhịp nữa thủng đáy thì lúc đó có những sự tháo hàng ra, thì lúc đó tổ chức họ gom lại thì sau đó mới vào sóng chính. Giống như đoạn này bạn thấy đi, nó quay lại test line bình thường không? Bình thường mà. Ở đây này, mẫu hình gì đây? Có phải là vai đầu vai không? Ở đây test line bình thường không? Bình thường. Và khi test line này lỡ nó xuất hiện rủ thêm nhịp này nữa thì chúng ta nó rủ thêm nhịp nữa sao? Bạn nhìn đi. Đây này, nó đi ngang ngang ở đây nó rủ thêm nhịp nữa như này này. Các bạn chịu nổi được cái nhịp này không? Bạn nhìn vậy cũng khoảng 50 70 điểm ấy, các bạn chịu được cái nhịp rủ đó hay không? Hay bạn cắt ra ngay đáy nó bị dòng tay lên trở lại, các bạn không dám tham gia. Nên vì sao mình đang chờ những cái nhịp rủ như này này đó, mình chờ xem con này nó rủ về đâu. Khi nào có tín hiệu nổ volume này tạo đáy của những cổ phiếu ngân hàng này, lúc đó chúng ta mới đi lên được. Hay bạn thấy đây đi, rõ ràng Vietcombank này, bạn nhìn sơ lược tôi ở đây là chứa dòng tiền vào xác nhận đi lên này, sideways sideways từ nền kỹ tạo số 2 nó rủ thêm nhịp nữa này, thì chúng ta có rủ hay không? Đây này nó còn rủ thêm nhịp nữa này, bạn nhìn đi 1086 nó rủ về đâu, khoảng 1030 cũng 50 điểm chứ đâu ít đâu. Đó nên vì sao chúng ta phải nhìn qua thêm dòng ngân hàng nữa xem nó vận hành như thế nào. Dòng ngân hàng nó chưa đánh lên thì chúng ta sẽ chưa lời được, tại vì sao? Ngân hàng nó là dòng gì, xương sống của thị trường. Nên đó mình ở đây nó quay tích line này, khả năng sẽ quay lại lắp ráp giá khoảng là 856 này. Còn nếu xa hơn có thể rủ về giá khoảng là 80. Và khi nó rủ về đây thì chúng ta phải có nhịp rủ nữa đúng chưa? Tại vì ở đây có cái gap này. Đó ở đây này, nó rủ về đây là đẹp nhất đi chúng ta. Nó rủ bỏ hết nhà đầu tư cá nhân ra, sau đó nó sẽ vào con sóng cực kỳ lớn của đoạn sau. Thấy bạn nhìn qua con BID này.
bản chất độ này nó lên trend line thôi. Ở đây mô hình vai này, đầu này, vai này, trên line giảm này, ở đây cân bằng sideways, dòng tiền không vào, bạn nó vào sóng thì làm sao vào sóng, vào sóng con này nó phải vào sóng đầu tiên đúng giờ, và nó phải giữ trạng thị trường thì lúc đó chúng ta sẽ được ngang ba. Nhưng rõ ràng rằng ở đây nó từ chối tăng giá, bạn thấy đánh vừa giật lên nó bán lại cây von to đùng, thì chứng tỏ đây là gì, đâu phải là cái tín hiệu vào sóng đâu. Giống như đoạn này này bạn thấy đi, nó kéo lại trendline này, nó giật lên kéo ghê không, nó kéo rất ghê đúng chưa. Ở đây mô hình vai đầu vai nó giật lên mấy cây này, nó cân bằng sideways này, bán lại cây von to này, bán hai cây von to đùng như này này, thì bạn thấy nó vẫn có thể nhịp rũ. Và nhịp rũ này xảy ra bạn thấy thị trường ta rũ cũng khá kinh á, chứ rũ không ở đâu, từ đây tới đây mà đúng giờ nó có thể rũ như này sao, chúng ta chưa biết được. Chúng ta phải kỳ vọng rằng cái cổ phiếu nó vận hành như nào, những cổ phiếu ngân hàng nó có lên được hay chưa, để chúng ta mới biết rằng ở thị trường ta nó ổn hay chưa. Ví dụ như BID bạn thấy nó đạp về đây này, nó test lại neckline ở đây này, bạn thấy đi, chúng ta phải cần chờ chờ tín hiệu của dòng ngân hàng nữa. Rồi tiếp tục bạn nhìn qua gì đây, ACB này, rõ ràng đây bạn thấy đang mở biên nó giảm về đây này, vol khá to này, ở đây bạn thấy đánh đánh cái nến lưng lửng này, chứng tỏ đây nó chưa tạo đáy đâu đó. Nên bạn thấy đi, con này này khả năng sẽ về lắp gáp nữa này. Hay bạn nhìn qua những cổ phiếu con gì ở đây, VP Bank em trước mình nói các bạn đấy, khả năng sẽ có rủ, tại vì test lại gì ạ, test lại ba cái đỉnh nó không thành công, và khi test lại ba đỉnh nó thành công thì sao ạ, nó phải cần những yếu tố rủ bỏ thêm. Và khi bạn phân tích sơ sơ qua dòng ngân hàng thì biết thì chúng ta nó sẽ chưa lên ngay, mà phải cần có những cú rủ. Hay bạn nhìn qua con FTS đi, nó đánh như thế này mà dòng chứng khoán đang phân phối như thế này này, thì làm sao thì chúng ta lên cái thế này, ai nói đẹp mình cũng chịu, tại vì sao, test lại like là bình thường. Hay bạn thấy những cổ phiếu SAI đi, nó đánh như thế này, bạn thấy lên trên bị quay đầu giảm này, rồi các bạn nhìn qua con đít này, các bạn nói cổ phiếu này sao đẹp được. Bạn thấy nhiều cổ phiếu trên thị trường nó khá là xấu, và khi nó xấu như thế sao thì chúng ta phải ưu tiên, chúng ta giữ tiền trước kiếm tiền sau. Khi nào cái thế cổ phiếu nó bắt đầu nó đẹp đẹp lại tí, chúng ta sẽ làm, chúng ta tham chiến trong thị trường này. Bạn đâu có sợ là không có cơ hội đầu tư, quan trọng ấy là bạn phải chọn đúng thời điểm bạn tham gia, thời điểm nó quan trọng nhất, chứ không phải là cái giá cổ phiếu đâu, hay là cái cơ hội đâu. Trên thị trường này khi vào sóng các bạn không bao giờ thiếu cơ hội, cả ngàn cơ hội để bạn đầu tư. Và khi bạn mua đúng điểm đó đi thì cái xác suất các bạn thắng sẽ rất cao. Trong thị trường này nếu đầu tư là chúng ta phải chờ cái tín hiệu rõ ràng thị trường. Còn đây có tín hiệu rõ ràng gì chưa? Nó chưa tín hiệu rõ ràng, cứ xông vào đánh này. Toàn mình thấy ở đây xông vào đánh rất nhiều. Cứ lên đây mua, về đây bán, lên đây mua, về đây bán, lên đây mua, về đây bán, lên đây mua này, chuẩn bị nó đạp về đây lại tiếp tục bán ra. Cứ lấy loay hoay trong những cái vòng lẩn quẩn đó, cứ mua vào bán ra, mua vào bán ra, toàn mua ngay đỉnh bán ngay đáy không. Trong lúc đó thị trường đi ngang, các bạn toàn cái gì ạ? À? Toàn bị teo lại cái tài khoản là do gì? Do cái việc trending trong ngắn hạn ở đoạn này á. Bạn thấy đây nhiều ông đánh ngắn hạn trên đoạn này toàn như là tài khoản nát như tương luôn. Bạn thấy thị trường ta nó kéo đẹp 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 như thế thôi, nó kéo trụ không, mà các bạn vô đánh lướt mấy con mid cap bạn toàn ra bờ đê ở không. Giống như con DG thì mình nhìn nhiều qua vài con là biết toàn là những cái ông này mua trên đây không nè, đúng vô test con mua này về đây cắt lỗ này, lên đây mua này về đây cắt lỗ này, mà lên đây mua này về đây cắt lỗ này, bạn chắc đi ngang nó cứ sideways down này, cứ toàn cắt lỗ đi ra không. Các bạn nhìn qua thêm con gì ở đây, con FTS cũng tương tự như vậy này, cứ lên trên đây mua này, về đây bán này, lên trên đây mua về đây bán không, mà cứ toàn cứ đánh như thế không, nên tài khoản nó bị teo. Còn bạn thấy thị trường ta giai đoạn này nó kéo trụ làm giá, như VIC nó kéo lên vài phiên này, Vietcombank nó kéo này, rồi BID này, nên chỉ số lên rất nhanh là như vậy. Hay bạn thấy con HD Bank nó kéo lên nó chỉ cổ tức này, nên anh em thấy cái thị trường ta nó đẹp, nhưng bạn chắc bạn thấy nhìn qua các cổ phiếu cáp nó có đẹp đâu. Hay bạn thấy cổ phiếu dẫn dắt như FPT này đó, người ta kêu bạn vào mua đi, đu đu trên đây này lại cắt lỗ tiếp này, lên đây mua xuống đây bán, lên đây mua xuống đây bán không đó. Bạn thấy con Nam Kim nó tương tự như vậy này, ở đây mua này, cứ về đây bán này, bắt đầu lên trên đâu đây là lại bắt đầu mua này, trong hàng về đạp ra bán lại tiếp tục kéo lên trở lại này, vài bữa lên trên đây bạn kiểu gì cũng đu lại, bắt đầu nó sẽ đạp tiếp, nó đánh như thế mà bạn đánh làm gì trong cái đoạn này cho nó cực đúng chưa. Đầu tư ấy, thì chúng ta phải để gì ạ, để cho cái tâm trí chúng ta thoải mái một tí, để cho cái gì ạ, để cho cái góc nhìn ta nó được ok hơn tí, là phải nhìn được cái rõ cái trend. Còn rõ ràng ở đây nó là vùng cân bằng sideways thì nó có thể là gì ạ, phân phối, hoặc nó có thể là tích lũy và sideways. Nên đoạn này chúng ta phải chờ cái tín hiệu rõ ràng, chứ chúng ta đâu phải đánh cược. Đánh cược là như 50 50 chúng ta đánh tài xỉu rồi, và khi mà chúng ta đánh thì chúng ta phải chờ cái xác suất này này, cái dòng tiền này này, chờ sự khuếch đại dòng tiền này này đó, hoặc chờ cái chiết khấu này đúng chưa ạ. Một là chờ chiết khấu, hai chờ cái sự khuếch đại dòng tiền, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà bạn chờ không được, các bạn có quyền gì ạ, đứng rào bên để bạn quan sát mà. Thì ở trong cái quyển sách Phù thị chứng khoán có một câu rất là hay ấy. Ông nói rằng ấy là gì ạ? À? Ông nói là một cái câu gì đây để mình kiếm mình đọc cho bạn nghe này. Đó là ông nói rằng ấy, chúng ta kiếm tiền bằng sự kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải là chúng ta giao dịch. Thì mình sẽ nói cho bạn dễ hiểu này, giống như các bạn chơi bài xì tố vậy đó, bạn phải mất tiền để nhìn thấy những cái quân bài của bạn trong mỗi lần chơi, nghĩa là bạn phải đặt tiền để tố để tham gia cuộc chơi. Còn bây giờ tưởng tượng đi, mình có thể là tự do, mình thấy tất cả mọi quân bài và chỉ việc là đặt cược xem quân bài cao đúng giờ, là tức là có cái khả năng chiến thắng lớn. Liệu bạn có thua lỗ được không? Một trong những điều thú vị của thị trường chứng khoán ấy, là tất cả những cái người cũng đều tham gia một sàn đấu, người có kỹ năng và người thiếu kỹ năng, nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư nghiệp dư. Đây là một trong những lý do tại vì sao thị trường chứng khoán không đơn thuần là ngẫu nhiên đúng giờ. Trên thị trường chứng khoán ấy, bạn có quyền gì ạ, đứng ra một bên này, không phải trả tiền, quan sát và chờ đợi khoảnh khắc cơ hội để chớp lấy. Bạn có thể nhìn thấy tất cả các quân bài của thị trường trước khi đặt cược,
không hề phải trả tiền. Đó là một lợi thế tuyệt vời nhưng ít có ai có thể là khai thác được nó. Đúng vậy ạ. Nên các bạn thấy vì sao ông Jesse Livermore ông nói rằng là câu gì? Chúng ta kiếm tiền bằng cách kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải là giao dịch là như vậy đó. Thì đoạn này bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, quan sát đi, khi nào xuất hiện dòng dẫn các bạn nhảy vào bằng đầu tư có muộn không? Tại vì dòng dẫn dắt đâu phải tăng một ngày đâu, nó tăng đâu khoảng là một tháng, 2 tháng, 3 tháng, có thể là 1 năm, 2 năm. Nên bạn lưu ý rằng cái sóng thì nó phải kéo dài chứ không phải là sóng kéo dài 1, 2 ngày chúng ta sợ bỏ lỡ. Còn đoạn này rõ ràng là nó khoai như này, bạn cứ nhảy vào các bạn cố đấm ăn xôi làm gì đoạn này. Các bạn comment cho mình xem thử coi ở đoạn này các bạn giao dịch dễ dàng có lãi không, làm gì có lãi đâu, nó cứ đi sideways các bạn toàn cắt lỗ chạy ra không chứ làm gì mà có lãi. Mình biết nhiều đội tay to cá mập đoạn này cũng bị thua lỗ rất nhiều, đúng vậy ạ. Đoạn này nó đánh rất là quái, các bạn thấy đi, các bạn đánh cổ phiếu kênh trên nó lại kéo kênh dưới, đánh cổ phiếu kênh dưới nó lại kéo kênh trên, nó đánh tùm lum tà la. Các bạn vào đây các bạn chỉ toàn là bị thua thôi chứ làm gì mà có thắng nổi trong cái đoạn này đâu. Đó nên vì sao phải chờ, một là chờ chiết khấu, hai là chờ dòng tiền vào khuếch đại, lúc đó bạn vào tham gia đi mình chả nói gì. Còn bây giờ mình cũng đang chờ hai điều đó thôi, mình cũng đang cầm tiền rất nhiều ở đoạn này để mình tham gia, nhưng mà hiện tại mình muốn tham gia lắm nhưng mà thị trường nó vẫn chưa cho mình tham gia. Tại vì sao? Tại vì nó chưa có vào cái firm của mình đầu tư theo nguyên tắc mà, chứ đâu phải là mình đầu tư về một cái sự giao dịch trong ngày này cái nọ đâu. Nguyên tắc của mình là mình chỉ đánh trong xuống tăng thôi, còn trong xuống mà mình thấy cái độ an toàn nó chưa cao thì mình sẽ chưa đánh, mình luôn luôn bảo vệ tiền sau đó mới kiếm tiền sau. Trên thị trường này mình kiếm tiền thì rất là dễ rồi, vào trên đây tăng ai chả kiếm tiền được, nhưng mà xuống trên đây giảm đi ai kiếm, ai giữ được tiền mới là người gì, người bản lĩnh chứ. Thị trường trên đây tăng này ông nào cũng kiếm được tiền, nhưng mà xuống trên đây giảm như này mình thấy 100 người đâu khoảng là 80 người đã nói rằng tôi sao tôi ôm hàng bị lỗ dữ vậy ta, hay là tôi mất hết tiền lúc này, kiếm được tiền nhiều lắm nhưng giữ tiền không được. Nên bạn thấy vì sao ông Warren Buffett cũng có đâu câu đó là khi thị trường xuống mới biết ai còn mạnh quân. Thì lúc này bạn cứ chờ đi, chờ một cái điểm kích hoạt đại sóng với mình thì bạn hãy vào. Còn lúc này mình đánh giá rằng nó chưa có một yếu tố gì để giúp điều chúng ta có thể đi lên một cách bền vững cả. Các bạn thấy thị trường này bây giờ dòng nào nó kéo để chúng ta đi lên cách bền vững, rõ ràng là chưa chưa có đâu. Các bạn nói dòng phân bón à, phân bón nó kéo làm gì nổi thị trường, cái dòng phân bón nó bé như ngón tay này, các bạn phải chờ dòng banh nó tạo đáy đó, rồi chờ những cái dòng bất động sản này có dòng tiền vào hướng lên, chờ cái sự xác nhận của dòng tiền thông minh vào thêm cái dòng thép nữa đó, rồi cái dòng chứng thì phải cho nó rơi xong cái đã đó, rồi dòng công nghệ cũng phải cho nó rơi xong cái đã, thì lúc đó thị trường ta mới hình thành được những vùng đáy và sau đó mới có sự đồng thuận và cái sóng tổng thể nó sẽ xuất hiện, và trong sóng tổng thể đó nó sẽ có một sóng cực kỳ mạnh của một cái nhóm leader đó, thì chúng ta phải chờ được cái sóng leader đó, nên chúng ta phải chờ cái tín hiệu đó. Còn ở đây khả năng nó sẽ rủ ít nhất về giá 1260, 1250 trong tuần tới. Còn rủ về đây nó có rủ nữa hay không thì các bạn phải chờ thêm chứ, lỡ nó rủ vol to thì sẽ rủ nữa. Còn nếu rủ vol thấp ở đây có thể cân bằng để tái tích lũy tạo ra cái dòng những nhất mới. Còn nếu không có thể là rủ rủ giống như rủ đồng này thôi, mình cũng chịu luôn, nó rủ về như thế này thì thôi, các bạn cầm hàng ở đây thì nó đi luôn cái tài khoản, nên vì sao đoạn này cứ ưu tiên đi, chờ đợi tín hiệu thị trường thêm đi, nó là như thế. Còn bạn nhìn qua một vài dòng xem nó có tín hiệu đẹp hay không, bất động sản này thấy DG đẹp không, EDG đẹp đâu các bạn, rõ ràng là ở đây này trendline giảm này có đẹp đâu. Rõ bạn ở đây tín hiệu tham gia là gì, nó có tín hiệu tham gia, chúng ta phải chờ cái dòng tiền khuếch đại chúng ta tham gia chứ, rõ ràng là có chưa tín hiệu dòng tiền và khuếch đại chúng ta tham gia đâu. Các bạn thấy đi, đoạn này các bạn cứ bị lừa hoài mà bạn cứ tiếp tục bạn tham gia, nhiều người kêu bạn mua ở đây này rồi hàng về kêu bạn bán ở đây này, rồi nhiều người kêu bạn mua ở đây này, hàng về lại bán đây, mua ở đây bán đây, tiếp tục đây, nó cũng tương như vậy. Những cây này nó khác gì nhau không, 4 cây liên tục, 5 cây liên tục có khác gì nhau, nó có khác gì đâu, nó cũng có một cái bổn cũ xong lại, bạn cứ bị mắc bẫy hoài. Nó như thế là do gì, do cái lòng tham của bạn ấy, các bạn hãy cố gắng ấy là kìm hãm cái lòng tham lại và hãy đặt ra cho mình cái phương pháp mua bán như thế nào cho hợp lý. Và các bạn coi kênh mình ấy là chắc chắn bạn sẽ không bị dính vào những cái nhịp bull trap hay những cái bẫy của con đít này. Các bạn biết rằng ấy, lúc mình hướng dẫn bạn tham gia thì bạn phải đọc một câu thần chú ấy là gì, trên xu thế là người bạn đồng hành với đầu tư, là chúng ta phải chờ gì, rơi thì cho nó rơi xong, thì bạn thấy rơi xong đi nó sẽ có những nhịp hồi, trong nhịp rơi chắc chắn sẽ có nhịp hồi rồi, đúng chưa, tại vì nó rơi hỗ trợ thì sẽ hồi lên thôi, còn rơi hỗ trợ sẽ hồi lên nhưng gặp kháng cự sẽ bị đạp ngược lại. Nhưng khi nào có tín hiệu dòng tiền thông minh ấy, nó gom hàng xong dòng tiền vào đánh lên, lúc đó sẽ vào một cái xuống tăng. Các bạn thấy nó rơi như thế này cho nó rơi xong đi, đúng giờ rồi chúng ta tham gia điểm điểm nào, có phải tham gia dưới đáy này không, không dưới đáy này không phải luôn, chúng ta phải tham gia ở đâu, tham gia ở trên đây này mới là điểm mua chính này, và ở đây chưa phải điểm mua chính nữa, ở đây chúng ta chỉ xác nhận được ở đáy sau trước dòng tiền vào thì chúng ta chờ cái nền kiến tạo số 2, số 3 đó. Đúng giờ đây nền kiến tạo số 2 này, tham gia điểm này này an toàn không? Đây này ba cây này các bạn tìm kiếm ba điểm tham gia những này này, test cung này, pivot này, breakout này, bạn tham gia ba điểm này, điểm nào trả là điểm mua đúng. Mua đi các bạn cầm đi, cái trend nó tăng đâu khoảng 3 6 tháng này, an toàn chứ. Nên bạn đừng cố gắng mua ở đáy và bán đỉnh, mà các bạn mua ở đáy thì sao? Các bạn hầu như bạn mua đâu khoảng là cả chục cái đáy mới đúng được cái đáy thứ 11. Chứ dễ gì bạn mua được đúng cái đáy đâu. Và chắc khi mà tạo đáy chắc gì bạn đã tham gia. Đúng vậy.
Nên vì sao bạn thấy đi, khi tham gia chúng ta tham gia từ gì, nền kiến tạo số 2 dòng tiền và nó lên này, ăn tới đoạn này này là bạn bán được rồi. Điểm mua mà là như nào, mình sẽ chia sẻ điểm mua là khi cổ phiếu nó tạo nền kiến tạo số 2 cân bằng sideways, test 2 đến công, no sập test cung dòng tiền vào thì đây là điểm mua mình mua, sau đó mình sẽ nắm giữ. Bắt đầu đây là điểm mình gia tăng này, gia tăng tại vì sao gia tăng đây, tại vì gia tăng đây đi là điểm xác nhận để nó vào sóng chính. Và khi bạn gia tăng đây đi thì cái giá vốn bạn đâu loanh quanh cái bên này đúng giờ, và các bạn vẫn đặt stop loss ở dưới đây. Đúng giờ bạn đặt stop loss dưới đây và khi nó tăng lên bạn thấy không bao giờ vi phạm gì cái điểm gì giá mua của bạn, và bạn nắm giữ an toàn. An toàn bạn nắm giữ qua nhịp rung lắc của nó không? Qua được luôn chứ bộ. Đúng giờ là sau đó bắt đầu tăng lên. Đúng giờ các bạn nắm giữ được nguyên cái chain của nó từ đây tới đây này, rồi bắt đầu xuất hiện tín hiệu bán, bạn lôi hàng ra bán. Từ đây tín hiệu bán là gì? Tín hiệu bán mình là khi thấy xuất hiện giai đoạn chạy rút xảy ra thì mình sẽ canh bán khi xuất hiện từ cái phiên số sách out số 3 đến phiên sách out số 5. Thì đây là phiên sách out số 1 này, đây là phiên sách out số 2 này. Bắt đầu đây là phiên sách out số 3 này, bắt đầu là phiên sách out số 4 này, lôi hàng ra bán này, bán không kịp bán phiên sách out số 5 này. Đúng giờ bắt đầu bán làm sao ạ? À? Đứng ngoài này, nó là như vậy. Nó tín hiệu mua bán ta sẽ rõ ràng như thế. Đúng giờ có điểm mua điểm bán đàng hoàng từ khúc này tới khúc này là gì? Là bắp chân đến vai, là cái khúc gì? Khúc ngon nhất của cổ phiếu. Và khi bạn đánh ở đây 50% vốn, đây 100% vốn, bạn thắng thắng trên nguyên nguyên khúc này ngon không? Còn lỡ chúng ta xử lý cái sai lầm ở đây, ví dụ như đây nó chưa vào trend, nó bắt đầu nó gãy xuống đây sao ạ? À? Chỉ 50% vốn thì lỗ đó khoảng là 5-700 trên tổng cái NAV là 5-700 trên 50% vốn. Vô đây có 100 triệu mà lỗ khoảng 500 trong năm năm 50 triệu sao, thì bạn chỉ lỗ 2 triệu rưỡi, thì tính trên tổng NAV bạn lỗ nhiêu thì bạn chỉ lỗ đâu khoảng là 2,500 thôi. Đó vì sao mình phải có cách đi vốn hợp lý, rồi cách mua hợp lý, cách bán hợp lý. Đúng giờ điểm gì mình mua, điểm gì mình bán mình phải ghi ra rõ ràng như thế. Và một năm mình chỉ ăn cần một cái sóng này thôi, đó một cái đoạn này thôi. Đúng giờ còn sóng lớn ăn nhiều đoạn liên tục như thế thì bạn thấy đi, cái tài khoản bạn nhanh nhanh lên nhanh không? Nhanh chứ. Đúng giờ các bạn thấy lãi kép một năm 10% đó, bạn thấy là lãi kinh khủng như nào rồi, huống chi các bạn thấy một năm đánh được con sóng như này là đứng ra ngoài thì tiếp tục chờ lại con sóng mới, đánh như thế nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đó là vì sao ở đoạn này mình không vội vàng. Ví dụ đây nó vào sóng thì đây dòng tiền bùng nổi lên đi, cân bằng sideways đi, rồi bắt đầu dòng tiền vào cái nữa thì mình sẽ vào, nó là như thế. Tiếp tục đi giờ sao trên lại giảm này, ở đây nhiều người nói mình là nó vào sóng rồi, nó tạo đáy rồi, mình thấy có tạo đáy đâu, đây là dàn bút đi cắt lỗ không chứ có ai có lãi đâu. Điểm mua đúng là điểm mua nó phải lãi liên tục, còn điểm mua mà không đúng thì các bạn cắt lỗ là việc bình thường. Giờ mới vô trên này ai kêu bạn mua thì mình cũng chịu. Gom ở đây hả? Gom ở đây là bắt đầu kêu bạn ở đây trung bình giá, ở đây trung bình giá lại tiếp tục trung giá, biết rơi về đâu không? Chưa biết đâu rồi đâu đâu. Và bạn trải qua năm 2022 đi, các bạn thấy con DG này từ giá đâu khoảng như 44 nó đạt về phát giá 8 luôn, chia đâu khoảng mấy lần tài khoản. Đúng giờ chia 5-6 lần tài khoản gì đó, các bạn chia chịu nào cầm nổi không? Đúng giờ rồi bạn bắt đáy hoài được không? Ở đây bắt đáy, ở đây trung bình giá hả? Trung bình giá đến khi nào? Nên vì sao mình chả bao giờ kêu bạn bắt đáy? Bắt đáy là con đường tà đạo để dẫn đến một con đường thua lỗ nhanh nhất đó. Giống như đoạn này này, các bạn vào đây bạn bắt đáy đi, mà lỡ bắt không đúng cái đáy ở đây thôi, dính nhịp bull trap thôi, bắt đầu rơi 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 về đây, bạn thấy được kỳ vọng hồi nó không hồi, bạn lại tiếp tục kỳ vọng hồi không hồi, rồi bạn thấy cầm riết đi luôn tài khoản này về đây trung bình giá cái nữa này, rồi bắt đầu nó đạp cho 5-6 cây sàn, bắt đầu táo hỏa nó bán này. Đúng giờ bắt đầu lúc đó đi 50-60% tài khoản lại tiếp tục cắt, rồi bắt đầu cầm luôn, bắt đầu trái tài khoản luôn, nó là như thế. Nên vì sao chả bao giờ kêu bạn bắt đáy được, bắt đáy cổ phiếu cả, chỉ mua trong xuống tăng thôi. Còn khi nào thị trường nó tạo tạo ra những trạng thái tốt thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta nghiên cứu từ từ. Đúng giờ nhìn chung ở đây có tín hiệu đâu chúng ta tham gia. HDC này có vào sóng đâu, đây là cái nỗ lực tăng giá của nó nhưng chưa vào sóng, thì nhìn chung cứ quan sát thêm. Còn đối với mình thì đây nó là vùng gì, nó là vùng tích lũy rồi, mình biết nó là vùng tích lũy đúng giờ, nhưng mà tại vì sao không tham gia, tại vì nó chưa xác nhận rằng nó có rũ bỏ hay không. Tại vì lỡ nó rũ bỏ những nhịp này thì sao, ví dụ ở đây nó vẫn là tích lũy này, đây mình biết ở đây nó tích lũy đúng giờ, nó vẫn là tích lũy đúng giờ, nhưng mà lỡ nó rũ thêm nhịp nó này như này sao, các bạn ví dụ bạn nắm nổi được cái này nhịp mà rũ bỏ như này không, nó tích lũy rũ bỏ như này sao, bạn nắm nổi khoảng là 40% không, nó đủ cho bạn 40% bắt đầu sai quay đây, bạn nắm nổi không? Sao nắm nổi được, các bạn chờ, các bạn tham gia điểm nào ngon nhất, có phải điểm này nó rũ bỏ xong là dòng tiền xác nhận này thì đây mới là spring này, thì bạn chờ đợi tham gia từ cái nền kiến tạo này được không? Được chứ, tại vì sao các bạn tham gia ở đây này, các bạn thấy cổ phiếu nó chạy này, đó nó chạy này, nó chạy này, chạy kinh chưa, nó chạy kinh chứ, nó chạy này, nó chạy gọi là lúc cán lúc trên đây luôn đúng giờ, chứ đâu phải chạy ít đâu. Đó chúng ta phải nhìn được cái trend, biết rồi nó tích lũy rồi thì ai chả biết nó tích lũy, nhưng quan trọng cái điểm mua của nó phải chuẩn chứ. Ở đây lỡ nó rũ về dưới đây thì sao, nó rũ về giá 20 thì sao, thậm chí rủ về giá khoảng 8 sao, chúng ta đâu biết rủ về đâu, chúng ta phải chờ nó rủ rủ xong đi. Ví dụ ở đây rủ xong đi, dòng tiền bùng nổ vào đánh lên này, nó xây thêm cái nền nữa đó, bùng nổ đánh lên cái nữa rồi vào múc đi, các bạn nắm giữ đâu khoảng 1-2 năm mình chả nói gì cả, nhưng đoạn này nó chưa tín hiệu gì, bạn vào sớm làm gì cho nó rủ xong đi. Bây giờ cứ nhìn chờ nghiên cứu quan sát đi, chứ bây giờ vào đây bạn tham mà tham, bạn tham giai đoạn này tham lên đây đạp đây, tham đây đạp đây, bạn còn cắt lỗ ra không chứ có chốt lãi được cổ phiếu đâu. Quyết định ôm chúng ta phải chờ cho rủ xong
Đó, khi nào rủ xong và tín hiệu dòng tiền vào, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia, các bạn yên tâm đi. Khi dòng tiền vào xác nhận thì chúng ta sẽ rất dễ nhìn thấy nó, và khi nhìn thấy nó là chúng ta sẽ đứng trên được cái vai người khổng lồ, và bạn đứng trên vai người khổng lồ thì bạn sẽ không bao giờ các bạn bị người khổng lồ đạp, tại vì đạp xuống là chắc chắn là họ cưa chân của họ họ mới đạp, còn họ để mình trên vai thì làm sao họ đạp mình được, mình đứng trên vai họ làm sao bị họ đạp được. Nên ta phải nhìn cái dòng tiền tổ chức, xem cái sự khuếch đại nó vào chưa, rồi xem cái tín hiệu dòng tiền nó có thể vào quyết định chưa, nó vào trên lai tăng chưa. Còn rõ ràng đây nó chưa vào trên lai tăng nè, chúng ta vội vàng gì, mình chỉ tham gia từ nền kiến tạo số 2 thôi. Ví dụ đây đi, cân bằng sideways nè, mình kêu bạn chờ cái nền kiến tạo số 2 đi, dòng tiền vào đánh lên, bạn tham gia đi, bạn không chịu, các bạn cứ tham gia đây trước, các bạn tham gia ở đây trước, được câu trả lời của con HDC là gì, là bạn phải cắt lỗ đi ra, đúng chưa, nó là như thế. Nên bạn phải thiết lập cho bạn một cái điểm mua điểm bán sẽ cho hợp lý, giống như con DGC này, cái chu kỳ mình trước mình đánh này, mình mua ở đâu mình bán đâu, khách hàng mình mua quanh giá khoảng làm 92.8, mình nhớ rõ ràng là cái điểm 92.8 là cái điểm mình mua, sau đó mình nắm nắm nắm, và đây là điểm mình gia tăng này, đó bắt đầu mình nắm rồi mình chặt đầu chặn lại đây, chặn lại đây rồi chặn lại đây, đó là đâu điểm mình bán, bạn thấy đi. Khi chạy rút này xuất hiện một phiên sách ao này, hai phiên, ba phiên sách ao, bốn phiên sách ao, hầu như mình bán trên cái phiên sách ao đầu tiên luôn. Thì mình thấy ở cái giai đoạn này không ổn lắm về cái tín hiệu thị trường, mình bán phiên sách ao đầu tiên, bắt đầu này nó gãy đây, mình bắt đầu mình bán hết, bán xong sao cầm tiền chến cổ phiếu khác, nó như vậy thôi. Còn bây giờ các bạn thấy vẫn loanh quanh đây, nó tích lũy thời gian lâu, bạn cầm bị chôn vốn chưa, đúng chưa, bạn bán và bạn đánh nhìn khác nó sẽ ngon hơn, nó là như thế. Đó nên vì sao chúng ta phải có điểm mua điểm bán đàng hoàng, chứ lên mua mua bán bán chả có nguyên tắc thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ rời khỏi cuộc chơi thôi. Trên thị trường chứng khoán này nó rất là khó chứ không phải là dễ như bạn đâu. Các bạn thấy đi, ông Mark Mulvaney ông mất khoảng là 2 đến 3 năm để ông thành công. Ông William Amoneau ông mất khoảng là 5 năm hơn, đúng vậy. Và có nhiều người ông mất từ 5 đến 6 năm hoặc 7 năm. Các bạn đọc về những cái thống kê để những cái ông thiên tài thành công ấy, thì mất ít nhất phải là 2 đến 3 năm trở lên. Nên bạn thấy thị trường ta đó không dễ đâu. Đúng vậy ạ. Hoặc bạn thấy đi, một cái nhà thiên tài vật lý đó là Albert Einstein, ông nói rằng ấy, tôi có thể là gì ạ? Tôi có thể là đo được vận tốc, hay là chúng tôi có thể là đo được quỹ đạo gì á của cái gì á thiên hà, nhưng tôi không thể đo được cái sự điên rồ của con người, là ông nói về cái thị trường chứng khoán này này. Và cái ông đó ổng cũng là những cái người mà đầu tư thua lỗ ấy, các bạn đọc lại về những cái cuộc đời của ổng đi thì bạn sẽ biết. Còn vì sao trên thị trường chứng khoán này chúng ta phải có nguyên tắc, chúng ta đầu tư chả nghe ai cả, và bạn phải có tư duy độc lập. Ví dụ mình nghe mình thì bạn cũng chỉ tham khảo thôi, để bạn có thể là bổ sung gì cho bạn cái phương pháp bạn được tốt hơn. Mình chỉ là người đưa ra bạn ở cái điểm mua như thế này này theo phương pháp của mình, điểm mua như thế kia theo phương pháp của mình, rồi bạn học hỏi cái phương pháp của mình, rồi bắt đầu bạn có thể là cải thiện thành phương pháp của bạn, để sau bạn có cái điểm mua hợp lý, cái điểm bán nó hợp lý là hợp lý nhất đó. Chứ không phải là chúng ta cứ nghe người này nghe người kia rồi không biết vì sao mình mua không biết vì sao mình bán. Mình là mình luôn luôn mình chia sẻ bạn là cách mua mình như nào rồi cách bán mình như nào, chứ mình chả bao giờ kêu bạn ở vùng này mua đi vùng kia mua đi, sao biết vùng đó vùng mua, đúng giờ chúng ta phải biết được ở cái sự xác nhận nó mới mua chứ. Ví dụ bạn thấy đi, những cổ phiếu như con gì đây, ví dụ như những cổ phiếu như con gì bạn, như con IDC hay FLT đi, ví dụ như cụ thể con FLT đi, ví dụ như ở đây mình che chặt lại này, ví dụ ở đây che chặt lại nó đang đi lên này, các bạn hỏi vùng mua ở đâu thì làm sao biết vùng mua ở đâu, đúng giờ nó chưa xác nhận đâu biết vùng mua ở đâu, lỡ ở giai đoạn này nó rủ phát sao, đúng giờ các bạn nói vùng mua ở đây đâu phải vùng mua 76 để bạn mua đi nó đạp về đây làm sao. Nhưng bạn thấy khi xác nhận điểm mua là nó rủ xong đánh lên này, dòng tiền vào hướng lên thì đây là điểm mua, thì bạn mới biết được ở đó điểm mua, chứ bạn đâu biết hỏi là vì sao vùng này mua vì sao vùng kia mua, các bạn đâu thể đoán được giá vùng nào nó sẽ chạm sẽ phục hồi đi lên, chúng ta chỉ biết phục hồi đi lên thôi, nhưng mà biết nó có thủng đáy nữa hay không, dù đây nó vẫn có thủng đáy và đây lại tiếp tục thủng đáy thì sao, và chỉnh từ đây tới đây bạn biết bao nhiêu phần trăm không, sao biết được vùng mua dưới đây. Chúng ta phải chờ gì, chờ dòng tiền xác nhận này chúng ta mua, cái điểm mua chúng ta là chúng ta phải xác lập ở cái điểm mua sao cho cụ thể, tín hiệu gì rũ bỏ thành công rồi xuất hiện nô sập tích cung dòng tiền vào, hay là cân bằng sideways rồi xuất hiện điểm pivot là điểm vào, hay là những cái điểm theo mô hình cốc tay cầm VSA, hay là những mô hình nào đó thì bạn thường về mô hình nào bạn đánh theo mô hình đó, nó như vậy. Chúng ta phải thiết lập cho chúng ta cái điểm mua, chứ thường thường là các bạn cứ lên hỏi ở cái vùng mua như thế nào rồi vùng bán như thế nào thì sao ai biết được, các bạn phải đặt ra tín hiệu mình mua như thế nào, tín hiệu mình bán như thế nào, nó là như thế. Nên vì sao mình hướng dẫn cho bạn là kiến thức, cái kiến thức nó mới là gì, mới đem lại cho bạn một cái gì ạ, một cái gọi là tư duy để bạn đầu tư. Và các bạn thấy đi, có câu nói rất là hay, đó là gì ạ, đầu tư mang lại gì ạ, kiến thức nó mang lại, đầu tư và kiến thức mang lại giá trị cao nhất, nó là như thế. Nên vì sao bạn hầu như là bạn coi kênh mình là mình chủ yếu chia sẻ bạn về cái kiến thức thôi, và mình chia sẻ thẳng thắn góc nhìn của mình cũng chả bao giờ mình kêu ở thị trường hai mang, hay là thị trường này không lên xuống, quan điểm mình là thấy lên nó lên, thấy xuống nó xuống, vậy thôi, chứ mình chả bao giờ mình nói ở thị trường không lên xuống đâu. Còn hiện tại thì mình thấy xuống nên đoạn này vẫn cầm tiền, nhiều người nó thấy lên thì người ta kêu bạn ở mua, còn đó mình thấy xuống thì sao mình kêu bạn cầm tiền là như vậy đó. Nên cái bản chất của hiện tại của mình thì mình sẽ nói thẳng thắn chứ chả bao giờ mình nói hai lời cả đó. Nên bạn thấy vì sao mình nói thì chúng ta này ở đây này nó không ổn này, các bạn đầu tư đi, bạn thấy có ổn không, không ổn nó chỉnh 60 điểm liền
trước là cảnh báo rồi, ở đây lại tiếp tục nó không ổn. Đúng giờ thì có tín hiệu đâu ổn, tín hiệu về vĩ mô tốt, cái gì cũng tốt mà chúng ta không đi lên thì thị trường ta yếu, nó vậy thôi. Và ở đây còn cái gap to đùng chưa lắp này thì chờ lắp gap đi tính tiếp. Đúng giờ còn bây giờ tín hiệu mình thấy chưa vô được thì chưa vô được. Rồi tiếp tục con gì ở đây, tiếp tục là con gì bạn, con sale đi hôm trước này bật tăng mạnh không, mạnh chứ, rồi lên chưa, nó vẫn chưa lên mà. Ở đây bạn thấy mô hình vai đầu vai nó cách lại neckline bình thường, ở đây chừng tiền cân bằng sideways đi, khi nào đảo chiều đi, đây cân bằng này, dòng tiền nó đánh lên cái nữa thì các bạn sẽ có điểm vào. Không vội các bạn nha, các bạn cứ chờ đợi đi, kiên nhẫn đi, trong thị trường này cứ kiên nhẫn với mình, kiên nhẫn mới đem lại cái tiền bạc cho bạn, và những nhà đầu tư mất kiên nhẫn sẽ đặt cái nền móng cho những cái thành công của bạn đấy. Đó nên phải chờ chờ cho nó cân bằng, nó đủ độ chín mùi, lúc đó chúng ta ông ta giải ngân chứ, đây cho nó tích lũy thêm đi, chưa thời gian đâu. BDR cái thế của nó giảm giảm như này, ở đây bị lừa này, ở đây lại bị lừa, tiếp tục đây bị lừa, các bạn thấy bị lừa một lần thì do thị trường, bị lừa lần hai cũng là do thị trường, nhưng bị lừa lần ba là lỗi của mình rồi, đánh quá rõ ràng như này không có phương pháp vô bị lừa. Đúng rồi, thị trường này là toàn những cú lừa thôi. Ở đây này sai quay đi, dòng tiền bùng nổ lên đi, rồi tích lũy ra đây, nó tụ lại đường cung ở trên đây này đó, dòng tiền vào đánh lên cái nữa, rồi bạn múc đi, kiểu dùng sẽ tăng vài chục trăm trong thời gian sắp tới. Nhưng ở đây rõ ràng rằng nó không đánh như thế thì sao, bản chất của nó là gì, bản chất của nó là nó chưa vào trend, và chưa vào trend sao thì tổ chức còn chưa gom đủ hàng, khi nào gom đủ hàng thì chúng ta phải chờ cái tín hiệu nổ volume nó rơi, bạn thấy rơi đi, nó phải nổ volume như thế này, nó rơi, rơi, rơi nổ volume này, nó rơi, bắt đầu nổ volume lên dần dần, lúc đó mới bắt đầu có tín hiệu dùng tiền chứ. Ở đây nó rơi mà không vol thì nó là yếu tố thiếu cầu đấy, và chưa có cái tín hiệu dòng tiền tổ chức vào đâu thì đừng có gọi là mơ mộng mà nó tăng chữ V, mua ở đây chờ đợi nó tăng liền làm gì có, mình mua là nó phải vào xuống tăng thì mình mới mua, còn mình mua mình chả bao giờ mình chờ đợi cả, mình mua khi có sự kích hoạt dòng tiền. Nhưng còn ri này, hôm trước mình kêu bạn này mua ở đây này, bạn nắm giữ đi, mình thấy đi, cổ phiếu này vẫn đi riêng lẻ, bạn thấy vẫn tăng bình thường mà, nhưng cổ phiếu này bạn cứ nắm thôi, cứ nền trên nền này bạn cứ nắm đó, nền trên nền cứ nắm đó, cứ chặn lại dần dần dần, làm sao thua được, các bạn thấy đi, điểm mua bạn cứ nắm thôi, còn điểm mua mới đó mình chưa có. Còn mô hình đây, mô hình VIX này rõ ràng rằng cái độ gom hàng của nó có, nó tích lũy lại ngay đỉnh cũ là việc hết sức bình thường. Bạn thấy đây là SC này, ARST này, spin này, đây là test này, dòng tiền xác nhận đi lên này, ở đây BU này vào pha tăng này, ở đây cân bằng khi gặp lại cản thì ở đây bạn chờ nó tích lũy thêm một giai đoạn nữa, bạn sẽ có điểm tham gia mua mới. Còn bây giờ nắm giữ bình thường, con ri mạnh thì cứ nắm thôi. Đây là cổ phiếu 20% đi ngược lại trường này. Còn con vít này các bạn thấy đi, mua được không, nhiều người mua đâu đây nè, mua đây sao hàng về chuẩn bị cắt lỗ nữa rồi, tại vì sao, tại vì đây test là neckline like có gì đâu, người ta mua ở đây còn cái đáy nó này, nó quay lại test đáy nữa này. Các bạn thấy KDH này nó đánh cũng bịp vãi chưởng luôn, đúng chưa ạ. Ở đây bạn thấy tại vì sao nó bịp, nó đánh như thế này này, vol tăng giá có tăng đâu, vol to đồng này nhiều ông đu vào này lại chuẩn bị cắt lỗ đi ra. Bản chất thị trường chúng ta phải biết là ở thị trường nó sideways, nó chưa dùng nhảy dắt, nó đi ngang, mà các bạn cứ vô mua break, break hàng về lỗ, ở đây break lên này hàng về lỗ, break lên hàng về lỗ, mà bạn cứ cố chấp bạn mua break làm gì. Nhiều người khuyến nghị bạn mua ở đây, mình chắc chắn phiên này rất nhiều ông đu thấy con KDH đánh trần lên, đu vào rồi lái xả ra cho các bạn thấy rõ ràng rằng ở đây ai cũng đu thì ai người bán, các bạn thấy đây đâu có ai có hàng nhiều đâu bán, ở đây lái bán cho ai bán bạn, và khi bán ra ở đây nhà đầu tư kẹp hàng thì ở đây làm gì, tổ chức họ phải làm gì, ép cho đầu tư cắt lỗ, và ép về đâu cắt lỗ, ở đây cắt lỗ chưa, họ phải ép đâu thủng đáy dưới đây này 36.5 này cắt lỗ quăng ra, sau đó cân bằng trở lại, họ gom lại, họ đánh lên trở lại, đầu tư không dám đu thì nó mới vào sóng. Còn ở đây nó đánh vào sóng luôn thì dễ quá, mình biết nhiều ông đu đây lắm này, đu đây vài bữa cắt lỗ thôi chứ làm gì có điểm mua đâu. Bạn chắc bạn thấy đi đánh cây vol tăng mà giá không tăng là chúng ta hiểu này, vol tăng giá không tăng, những cái cây vol tăng giá không tăng mà bán ngược đầu như thế này thì thôi, kiểu gì cũng sẽ có rủ thôi. Đây giống những cây này này, à, giống những cây nào đó bạn, những cái nào đây, có nhiều cây mà đánh cục đầu như này, giống như cây này này, nó đánh 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 thẳng đứng lên này, bắt đầu cục đầu lại vân to này, nó phải cân bằng xe bay, nó rủ thêm nhịp nữa, bắt đầu đánh lên mà. Nhìn chung cái thế của KDH thì thôi, đối với mình thì khả năng sẽ rủ á, khả năng rủ rất cao. Rồi tiếp tục dòng chứng khoán, chứng khoán thì nhìn chung bạn nào xem kênh mình thì chắc chắn bạn bán FTS ngay đỉnh thôi, bản chất cổ phiếu nó có bao giờ nó thay đổi đâu, cái điểm bán của nó rõ ràng như thế này, các bạn không chịu bán này, đây là mô hình cây niêm này, đúng chưa, ở đây cây niêm hướng lên thì sẽ đi xuống, cây niêm hướng xuống đi lên, rồi bạn thấy đi trước khi mà bắt đầu xuất hiện nhịp chỉnh này có dấu hiệu không, ví dụ đây chạy rút xảy ra này, rồi xuất hiện này một phiên sách ao này, hai phiên sách ao này, rồi bắt đầu ở đây này ba phiên sách ao này, đúng chưa, rồi bắt đầu ở đây nữa này xuất hiện bao nhiêu ạ, 4 phiên sách ao lôi hàng ra bán ở phiên số 3, số 4 đi, không chịu bán, bắt đầu chỉnh về đây, bắt đầu mới lôi hàng ra bán dưới đây, bán giá thấp không à, bán ngay đáy không à. Bạn thấy trên đây xuất hiện 4 phiên lo bán đi, giảm khoảng hai mấy phần trăm. Ở đây bạn thấy đi xuất hiện một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên này, 4 phiên này, 5 phiên, 6 phiên, 7 phiên lo bán đầu trên đây này,
Đợt ý rồi thì tránh được nhịp chỉnh 15-20 điểm nó. Và thậm chí ở đây nó còn chỉnh thêm nữa chứ chưa chỉnh hết đâu. Ở đây còn cái gap nữa này. Nó quay về lắp trong tương lai và đánh giá rằng cái dòng chứng khoán đang đạt đỉnh. Mình là người cảnh báo đầu tiên về dòng chứng khoán đạt đỉnh, các bạn không nghe. Các bạn tham gia để bạn thấy đi, bây giờ là lỗ bao nhiêu trăm rồi, lên đây bạn lại kỳ vọng hồi để bán. Đúng giờ là lại vài bữa lại đạp về 38 lại bắt đầu vội vàng cắt lỗ đi ra. Rõ ràng rằng chúng ta phải biết rằng cái cổ phiếu này đã có tín hiệu xấu thì chúng ta phải bán ra từ trước chứ không phải chúng ta bị nắm giữ tới bây giờ. Chả có ai dám cảnh báo bạn nói rằng cổ phiếu dòng chứng khoán đã phân phối đâu, chỉ có mình nói bạn về cái dòng chứng khoán đã phân phối. Người ta vẫn nói cái cổ phiếu này nên mua như kia, tốt cổ phiếu sắp bùng nổ. Đúng giờ nhưng mình chả ai nói về bạn cái điểm bán cổ phiếu này phân phối, cổ phiếu kia phân phối cả. Người ta chỉ nói rằng thị trường lên để bạn nghe, cái bạn thích, cái bạn mê, để bạn lao vào bạn mua. Nhưng mua vào sau đó bạn đu đỉnh, trên đó là ai xử lý cho bạn? Các bạn thấy đi, có người nào xử lý cho bạn đâu? Đúng giờ nên bạn phải biết rằng cái tiền của mình là tiền của mình, là mình phải có những cái lý trí để mua sao cho hợp lý. Ở đây ai kiểu bạn mua nó thì chịu, tại vì sao? Tại vì thực chất người ta đâu đọc được cái vùng phân phối đâu, người ta chỉ thấy cơ hội mà người ta không nhìn vào rủi ro. Nhưng trên thị trường này, nhà đầu tư nào quản trị rủi ro người đó mới là người chiến thắng. Nên vì sao ông mắc Money VN có tiền là câu rất là hay, nhà đầu tư giỏi họ tập trung vào quản trị rủi ro, họ sẽ không lo lắng về lợi nhuận. Mà bạn cứ tối ngày cứ tìm cổ phiếu mua, nhưng bạn sao không thấy ở tín hiệu này bán, bạn bán đi, bán xong bạn bạn đỡ khổ chưa, đỡ rồi chứ chứ sao chưa. Rõ ràng đây trên lai giảm rồi, bắt đầu xuất hiện tín hiệu phân phối khá là rõ, hồi lên kiểu gì sẽ bán thêm nhịp nữa. Vai đầu vai thì bằng canh hồi lên hạ thôi, điểm mua mới làm gì có. Ở đây này bạn thấy vai đầu vai test lại cái là giảm này, giống như đoạn này này tạo ra mô hình hai đỉnh ba đỉnh, tạo ra mô hình vai đầu vai, nó test lại like cái này đó, test lại like này giảm, test lại like giảm này, test lại like giảm này, nên đó mình test lại like bình thường. Đó đây tên là này khả năng sẽ có nhịp giảm như khoảng 38, mà các bạn thấy không, FTS nó phải giảm 38 thì chúng ta có rủ không, khả năng có rủ rồi đó. Bạn cứ lao vào sớm làm gì, cứ chờ đợi đi, mình sẽ có một cái chỗ để bạn có thể tham gia để đón vào đại sóng đó. Và sóng này sóng to và sóng nhỏ, mình thấy có nhiều dòng nó đang tích lũy khá là tốt, nhưng mà quan trọng các bạn phải chờ được cái điểm đó. Còn cái điểm nào thì mình sẽ bật mí trong những cái phần room khách hàng của mình đó. Thì tiếp tục là những cái cổ phiếu ở đây, HCM đi đây này, đó có lên đâu, lên gặp lại cản bị bán cái đùng xuống liền, có điểm mua đâu bạn. Ở đây còn hở gáp nó quay lại gáp rồi tính tiếp. Còn đây mình nói bạn này nó giảm hình chữ M luôn đó chị ạ. Ở đây bạn thấy đi xuất hiện bao nhiêu phiên sách ao, một phiên này, hai phiên, ba phiên này, bốn phiên này, năm phiên này, lên đây xuất hiện phiên 6 lo bán được rồi này, không bán bắt đầu mở phiên nó rơi xuống, bạn thấy đi mười mấy trăm phục hồi lại tính lại bình thường. Giống lần này này cổ phiếu nó rơi nó phục hồi tính lại bình thường thôi. Ở đây hai đỉnh ba đỉnh test line này, tạo ra hai đỉnh ba đỉnh mở biên nó rơi thì sao? Ở đây cũng hai đỉnh ba đỉnh gì này, nó quay tính like cái này, test lại like này, bạn thấy có lên không, nó mở biên nó giảm làm sao. Ở đây là tiếp tục này, nó test lại nick like này, nó mở biên nó giảm làm sao đó. Nên nhìn chung cổ phiếu dòng chứng khoán thì bạn thấy đi, nó dẫn sóng đoạn trước thì chắc chắn đoạn này sẽ không dẫn sóng, và khi nó không dẫn sóng các bạn ôm nó làm gì, có cứ canh chốt lại dần cho nó an toàn. Còn đoạn này thì kêu kêu nó giàu sóng lên nó khoảng giá 100 thì làm sao lên được, hay kêu lên giá 40 làm sao lên. Bạn thấy từ đáy tăng lên bao nhiêu phần trăm rồi, bạn phải nhìn từ đáy này nó tích lũy vẫn tăng lên nhiêu phần trăm rồi, đã gần 300% rồi, kỳ vọng cái gì ở đây? Các bạn kỳ vọng 500% mà, hay kỳ vọng 1000%, làm gì có, cái đó tăng hơi ảo đúng giờ. Và rất ít cổ phiếu nào có thể tăng cả 1000%. Trong thị trường này bạn thấy đi đếm trên đầu ngón tay thôi, giống như DGC này, rồi lúc trước có con VOT này, lúc trước có FPT này, vài mã thôi chứ chả được nhiều như vậy đâu. Nếu mà con này tăng lên 1000% là dòng chứng khoán tăng cả 1000% hết thì làm gì có. Bạn phải nhìn cái nền nó như thế nào thì bạn phải đánh giá rằng ở đây là vùng tích lũy, ở vùng phân phối thì rõ ràng đây nó là vùng phân phối, như làm gì tích lũy trên đây hả, rồi họ đánh lên nữa làm gì có bạn đó. Nhìn chung ở đây nó phải cần những cú gọi là điều chỉnh nữa, còn đây nó chưa chỉnh xong đâu, các bạn phải chờ đi cho chỉnh xong mới đã, rồi tạo ra biên sẽ quay một thời gian, lúc đó ta mới chờ đợi ta vào cái sóng mới. Còn đây nó tích lũy lâu lắm, giờ với thế nó như này các bạn thấy tích lũy rất lâu luôn á, ít nhất phải tính bằng tháng, có khi tính bằng năm chứ không phải là tính hàng ngày đi lên đâu. Các bạn nhìn cái thế này là tích lũy rất lâu. SSI để bạn thấy đi, đánh như thế này nó như cái giai đoạn này thôi, giống như giai đoạn quá khứ. Hồi nãy anh có nói bạn rằng trong cái quyển sách thánh có nói câu ấy là gì ạ, không có gì dưới ánh nắng mặt trời đúng giờ. Thì bạn hiểu cái ý nghĩa của câu không có gì dưới ánh nắng mặt trời là gì không, là ý rằng ấy là sao ạ, là cái gì đã xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cái gì đã được làm lại sẽ được làm lại, không có gì mới dưới ánh mặt trời. Hàm ý của câu nói này là tương lai nó sẽ luôn lặp lại những gì trong quá khứ đúng vậy. Và nhiều nhà giao dịch đã sử dụng cái chân lý này rồi, và để làm gì ạ, để làm mô tả cái hành động của họ trên phố Wall. Ví dụ như là nhà đầu cơ huyền thoại ông Jesse Livermore, ông nói cái gì ạ, không không có gì ạ, không có gì mới mẻ trên phố Wall, những gì thị trường chứng khoán đang diễn ra vào ngày hôm nay đã xảy ra trước đó và sẽ tiếp tục xảy ra tương lai. Nên vì sao bạn thấy quá khứ là những cái gì ạ, là những cái thứ chúng ta thấy được và chúng ta biết rằng ở trong tương lai nó sẽ lặp lại đúng giờ, nó sẽ có chu kỳ lặp đi lặp lại liên tục mà, chứ không phải nó không lặp lại đâu. Chứ bạn thấy ở đây đi, tại vì sao ở đây đi, nó tạo ra mô hình ba đỉnh này, bắt đầu này
nó test lại neckline này, rồi tạo ra một đỉnh hai đỉnh lại mở biên giảm, lại test lại neckline, rồi lại tiếp tục ở đây, nó lại đánh như vậy, một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh lại mở biên giảm, test lại neckline, một đỉnh hai đỉnh lại bắt đầu test lại neckline, nó đánh sao y xì như các bạn. Nó là cái gì, cái tâm lý con người có bao giờ thay đổi theo thời gian đâu, cái chu kỳ cảm xúc bao giờ thay đổi thời gian đâu, nó vẫn như vậy mà đó. Nên bạn thấy đi, có những câu nói là không có gì mới trên thị trường chứng khoán là như vậy. Và ở đây khi mà chúng ta đọc được tín hiệu cung cầu, nó xuất hiện những tín hiệu gì vậy? Những phiên sách ao này, một này, hai này, ba này, bốn phiên sách ao này, năm phiên sách ao, sáu phiên sách ao, mở biên nó rơi này, bắt đầu nó hồi lên là lo bán đi, hồi lên lo bán đi, ở đây nó hồi lên lo bán, các bạn mua gì ở đây, có tín hiệu gì đâu mua, các bạn cứ nghe rumo này rumo kia, sau dưới đây nó không ra rumo đi mà lên trên đây nó ra rumo đúng giờ, rồi tin tức tốt ra sao không tăng đi lại cắm đầu nó giảm, các bạn phải đặt ra câu hỏi liên tục như vậy. Rồi đoạn này nó hở cái gấp to đùng này, nó phải lắp gấp ở đây này đó, rồi các bạn mới chờ đợi cái tín hiệu của nó như thế nào, nó xem nó tích lũy hay là nó phân phối. Còn SSI đó mình chả tham gia đâu. Còn bạn thanh nhìn con MBS này này, đây là điểm bán đẹp nhất đối với MBS luôn, bạn điếm đi, ở đây giai đoạn chạy rút xảy ra này, bạn điếm đi bao nhiêu phiên phối đây rồi này, một phiên này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, đây là phiên số 5 luôn này, vol tăng giống tăng này, bạn lo bán đây thì hợp lý nhất rồi đó. Nó test lại đỉnh thì ở đây điểm bán rất đẹp đối với con gì MBS này, còn điểm mua mới đó mình chưa có đâu. Đây này bạn thấy đi, cái thế của nó mình đánh giá rằng vài bữa nó sẽ giảm lại ít nhất vùng giá khoảng 32, sâu hơn có thể vùng giá khoảng 29. Mua mới làm gì, mua mới đây làm gì có điểm mua. VND thì cắm đầu nó giảm như thế này thì có sự đồng thuận về dòng chứng khoán đâu, dòng chứng khoán có sống, còn VND giật đầu lên nó chạy từ lâu rồi, còn đánh như thế này cái thế nó đang xuống biết khi nào tạo đáy đâu. Vol nó không nổ thì bạn thấy đi, nó còn rủi ro dữ nữa. Cổ phiếu bạn thấy khi nó rơi mà nó rơi không vol mới là rủi ro nghe, nó rơi có vol thì mang tạo đáy, bạn thấy nó rơi không vol lúc này nó giật xuống giật lên giật xuống, bạn thấy rơi 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 hoài nó không vol, bạn nói cạn cung làm gì cạn cung. Trong một xuống giảm ấy nó được gọi là sự thiếu cầu, trong một xuống giảm bạn nhớ chúng mình nó là sự thiếu cầu, trong một xuống giảm thì nó được gọi là sự thiếu cầu chứ không phải là sự cạn cung. Nếu mà nó cạn cung thì sao, nếu mà nó cạn cung ấy thì nó phải giật tính trong xuống tăng, còn đây xuống giảm thiếu cầu, bạn thấy đi khi nó nổ volume như thế này đó, nó nổ volume lên này đó, bắt đầu nổ 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 lâu lum lên thì sau đó mới bắt đầu có tín hiệu tàu đáy, cũng bắt đầu rơi như này biết bao giờ tàu đáy bạn, mà đã đâu hỏi khi nào tàu đáy mình cũng chả biết bao giờ tàu đáy, mình đâu biết là khi nào tàu đáy đâu, tại vì nó chưa tín hiệu nổ volume sao biết tàu đáy được, phải có nổ volume lên, còn bây giờ đạp như này còn đạp lâu đó, và còn đạp lâu đạp tới đâu thì chúng ta phải chờ thôi, nó cứ lại lại gì dưới đây nó giảm nhiều lại giảm nhiều sao, phải chờ tín hiệu nổ volume. Và con VND nó chưa tàu đáy thì dùng chứng khoán dùng tiền đâu mà tàu đáy, chưa vào đâu đó, nên vì sao dùng chứng khoán cảnh báo bạn khá nhiều rồi. Mở bạn nhìn qua dòng công nghệ đi, FPT này hôm trước mình kêu bạn là canh lên trên đây bạn bán không chịu bán, bắt đầu giảm về đây rồi này, thì ở đây nó xà quần thôi, nó giật lên giật xuống đi ra biên sideways thôi, các bạn thấy cổ phiếu cứ vol to cái là kiểu gì sẽ đi ngang thôi, còn đi ngang nó sẽ rũ bỏ đi, phải đi ngang không nó sẽ giật lên đây giật xuống giật lên giật xuống đây xong bắt đầu nó sẽ rũ bỏ đi, thì chúng ta có những nhịp đập mạnh. Còn đối với cổ phiếu bạn thấy cứ vol to lên như này, cứ vol to đùng lên này, nó đi ngang hoặc rũ bỏ thôi, bạn thấy cứ vol to đùng lên này có tăng nổi ở đâu, mà bạn cứ cố gắng bạn tham gia đoạn này làm cái gì nè, vòng tập đồng này là hành vi phân phối, vòng phân phối nó phải gì, nó phải cân bằng lại này này, đánh như này sao bạn tham gia vòng to lên này nó tăng bằng gì, làm sao tăng nổi, nó đánh cái những cái vòng cực đại nó dùng hết sức hết lực nó đánh lên rồi, bây giờ còn lực đâu mà đánh, nó phối hết cho nhà đầu tư thì sao, nhà đầu tư ôm hàng trên cao thôi, là tổ chức họ thoát ra hết rồi này, cho đầu tư tự giao dịch với nhau này, khi nào giá rẻ họ gom lại thôi. Bạn chắc cái vòng to đồng này bạn nói ở đây nó tích lũy kiểu gì vòng to vậy các bạn, nó là phân phối với nhà đầu tư hưng phấn, nhà đầu tư mua vào giao dịch nhiều nó mới vol to, với đây nhà đầu tư cá nhân mà không giao dịch nhiều thì làm sao vol to. Và bạn thấy tăng cũng khá nhiều rồi đó, mình ở đây là ở vùng phân phối, đây là gì à? Đây là BS này đúng vậy, đây là BSY này, đây là BC này, ARST này, ở đây là sau này UTA này đó, nó sẽ về ít nhất là vùng giá khoảng là 128 trong vài phiên sắp tới, thì sau đó sẽ có nhịp hồi, nó hồi lên vùng giá khoảng 138 rồi bắt đầu đạp lên đạp xuống liên tục trong vùng này này đó, xem nó là phân phối hay tích lũy chúng ta phải chờ cho kỳ sau. Còn đoạn này thì bạn né cho con FPT ra để sao ạ, để tại vì nó đã dẫn sóng đoạn này sẽ không dẫn sóng đoạn sau, và không dẫn sóng đoạn sau bạn đầu tư cũng chả có lãi, nên cầm tiền chờ đợi thêm chứ làm gì tham gia con này được đâu. Rồi tiếp tục con VGI này, hôm trước nói bạn đi lên đây bán đi, lên đây bán thì không lo bán ra, dài bữa nó bắt đầu cắm đầu nó giảm lại lôi hàng ra bán, điểm mua mới làm gì có, ở đây xuất hiện điểm bán bằng kênh bán dần là vừa. ITD nó đánh như này làm sao mua, xuất hiện điểm bán liên tục này chạy rút này, bạn thấy đi, một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên, năm phiên lôi ra bán, phiên này là bán phiên đẹp nhất này, bạn bán phiên này bạn thấy đỡ lỗ mấy phần trăm chưa, nó là như thế. Rồi tiếp tục LC thì giảm trước rồi nó phục hồi tích đến lại bình thường, kênh họ lên bán thôi, còn nhìn chung mình cảnh báo bạn bán trên đây là những điểm bán đẹp nhất rồi. Bạn nhìn qua dòng công nghệ đi nó cũng xấu, dòng bất động sản xấu và chứng khoán cũng xấu đúng giờ, thì làm sao chúng ta lên dầu khí BR này, nhiều người nói cho bạn nó ở đây điểm tích cung là kiểu gì sẽ chạy lên ở đây một cây trần hai cây trần gì thôi, nhưng mà các bạn phải đọc cung cầu đàng hoàng ở đây này, đọc như nào cho đúng nó ở đây này, nó tạo ra vùng gì ở đây, vùng sideways thôi và chưa biết nó là tích lũy hay và nó là cái vùng gì, nó là vùng phối, nhưng mà ở đây nó chưa đủ pha thì đó mình ấy ở đây lên bằng niềm tin
chứ các bạn làm sao nó lên ở đây giật lên thành chữ V được. Hôm trước mình nói bạn là về đây này các bạn mua chắc chắn sẽ ăn, tại vì sao, ở trên đây có vùng gáp đúng giờ, vùng gáp 24 lên lắp 24 chưa, lên đúng 24 cho bạn. Thì đây các bạn nhìn đi, đây đầy đủ các điểm này, mình lấy cây bút nhìn dễ cho nó nhanh. Đây là vùng gì đây, đây là điểm BC đúng chưa ạ, đây là BC đặt cung cầu theo quay cướp này, BC này, AR này đúng chưa ạ, ST này, sâu này đúng chưa ạ, thì đây UT. Thì đây bạn thấy hồi lên đúng giờ nó đạp lên, nó hồi lên thì đây tạo ra gì ạ, tạo ra nhịp hồi thôi đúng giờ, và hồi đây nó vượt lên đây chưa đó, mình sẽ rất khó để hồi lên, nó phải có nhịp đạp xuống đây này, nó hồi lên cái nữa mới đạp tiếp, nó đánh như cái mô hình của phái sinh á, phái sinh xíu mình sẽ phân tích cho bạn. Giống như đây bạn thấy tạo ra UT đúng giờ, nó rơi ở đây chắc chắn sẽ hồi sau, nó sẽ tạo ra UT, nó sẽ đạp một cái nữa đúng giờ, và khi nó UT xong sẽ hồi lên đây này, thì con gì biết rồi đang hỏi đây này, xong sẽ có nhịp đạp, nó đạp lên sẽ tạo ra UTD trong trên đây này, hoặc nó sẽ nếu mà ở đây nó không tạo ra UTD có thể tạo ra gì ạ, điểm gọi là LVS thì nó sẽ vào pha tăng, những đây tạo ra UTD thì sẽ vào pha giảm, thường nó sẽ như thế, nên con bet rộng phải chờ ở đây nó lên trên đây thì sao ạ, nó sẽ có những nhịp đạp ở đâu đây này, nó sẽ có nhịp đạp xuống nữa, bắt đầu sẽ hồi lên cái nữa, thì đây nếu mà nó vào pha tăng thì đây nó sẽ tích lũy trở lại, nó sẽ vào pha tăng luôn, còn nếu ấy mà thị trường xấu thì nó đạp thêm cái nữa thì nó sẽ vào pha giảm, nhưng mà đó mình thì khả năng con này nó sẽ lên lên xuống xuống đây, kỳ vọng sẽ vào pha tăng nó sẽ ok hơn, nên ta cứ chờ đợi dòng phía sau, còn điểm mua đang chưa phải vào cái điểm mua đâu, nó như thế. Còn trước nó rõ ràng bạn nó sẽ đơn giá khoảng nhiêu 24, mà các bạn nhìn vào pha thì nó đi chưa đủ pha thì lên xuống, lên pha xuống pha nữa mới đủ, chứ bạn kêu lên luôn thì làm sao lên luôn, bản chất nó phải đi đủ pha. Vô đây SC ARST đi đúng chưa ạ, thì đây ST thì đây là tiếp tục là spring này, nó tiếp lại lên này, thường nó phải đi đủ pha như thế. Ví dụ đây bạn thấy đi, đây là BC này đúng giờ, BC này, đây là gì, ARST này, sâu này đúng giờ, rồi đây UTD này, nhìn chung thì đối với mình thì chưa lên đâu. BVD thế như thế này kêu lên sao lên bạn, dầu khí của con nào đồng thuận đâu, BVS này đánh như thế này làm sao lên, chưa lên đâu, cứ chờ đợi thêm. Rồi tiếp tục qua dòng ngân hàng đi, ngân hàng này anh phân tích qua vài mã rồi đó. ACB cũng phân tích vài bữa cho bạn nghe rồi đúng chưa, bạn nào nghe mình đây đâu có vô đây mua tích cung đâu, nó tích cung nó có tăng đâu, bản chất là tích cung mà gần kháng cự thì kiểu gì cũng sẽ chỉnh thôi, nó tích cung mà von to như này đâu phải tích cung, tích cung von thường thường nó sẽ bé, chứ đây von to thì ở đây nó rủ là việc bình thường, và đó mình cái vùng rủ nó phải lại lắp ráp đây là mới hợp lý nè. Ví dụ đây mình phân tích cho bạn rõ ràng là ở đây là cái gì, cái von giờ cực kỳ to đúng chưa, khớp lệnh 33 triệu phiếu chỉ tăng 2,81%, và khi một cây von tăng giá không tăng thì chứng tỏ đây là gì, lượng cung của tổ chức bán ra, đáng lẽ bạn thấy đi cũng một cái von y chang vậy này, cây von thấp hơn vậy 9 triệu thôi đã tăng 2,25% rồi, trong khi đó ở đây cây von khớp lệnh đâu khoảng 33 triệu mà tăng có một tí tẹo à, thì đáng lẽ phải tăng đâu khoảng gấp 4 lần chứ đúng giờ, phải tăng trần 1,5 cây chứ, nhưng đây sao không tăng trần, chứng tỏ cung ai bán ra, tổ chức bán ra, và khi tổ chức bán ra trên đây mục đích của họ là gì, có phải gom hàng giá thấp không, thì ở đây bạn thấy đủ thấp chưa, đây làm gì đủ thấp để họ gom, thì họ phải đặt ít nhất về đây, họ về đây họ mới gom được hàng, gom hàng xong họ mới đánh lên chứ, nên bạn thấy rõ ràng là giống như cây von này này, cây von khớp lệnh cực kỳ to nó có tăng không, nó phải chỉnh chứ, nó chỉnh về đâu, chỉnh về hỗ trợ gì đó, sau đó bắt đầu bật tăng. Ở đây bạn thấy cái khớp lệnh cực kỳ to này phải chỉnh một nhát, sau đó về hỗ trợ lắp ráp gì đó mới bật tăng, như các bạn kêu tăng liền làm sao tăng. Ở đây bạn thấy đi, xuất hiện nô lên 300 là giảm này, ở đây này bạn thấy cực cung bán ra nhiều này, thì ở đây chưa bán xong đâu, khả năng sẽ dịch về phiên ấy vài bữa sẽ đạp về giá khoảng 23 gì đó, hay đạp dĩ 22.5 rồi đó, chúng ta sẽ tham gia đoạn dưới phía sau, như những cổ phiếu này đạp thì chúng ta sẽ có rủ. Rồi bạn nhìn qua con gì đây, CTG này đánh như thế này nó rủ về test đáy này, làm có điểm mua đâu, ở trên đây nhiều người kia bạn mua ở đây này, về bữa lại cắt lỗ khi về giá đáy, bản chất dòng tiền chưa vào này, đáng lẽ ở đây đi dòng tiền cân bằng vào đi, thị trường ta này tích cung đánh lên cây là con nãy vào sóng rồi, cả dòng ngân hàng vào sóng thì thị trường ta vượt ngang ba rồi, mà anh lại không đánh đầy đủ cố, không đánh là khi mà anh đánh cây đó mình chấp nhận mình vào đu giá cao luôn, mà nó trả vào cái phần đó thì thôi mình vẫn đứng ngoài thôi, nó như vậy, nên cho mình nhìn dòng ngân hàng khá nhiều mình cũng đắn đo vì sao mình chưa tham gia đoạn này, là mình thấy ở dòng ngân hàng nó chưa vào phơm nên chưa tham gia, và chưa tham gia thì sao, thì mình vẫn chờ thôi, bây giờ tiền tôi mà là tiền của mình, bây giờ cầm tiền cứ lân la chờ đợi kiên nhẫn quan sát cổ phiếu nào đẹp thì vào, còn rõ ràng rằng bây giờ mình không tham gia là mình sẽ chắc chắn sẽ không thua lỗ rồi, không thua lỗ thì đó là cơ hội, nếu chúng ta đẹp ta đạp nó như vậy thôi, nó quan trọng bạn đánh giá thị trường ta trên góc độ nào, nhiều người thì đánh giá thị trường ta như nào, nhiều người đánh giá thị trường ta đây đây này nó sideways sideways đây này, nó đánh giá thị trường ta lên trên đây đúng giờ, hoặc là nhiều người đánh giá thị trường ta này sao quay sao quay thì chúng ta sẽ lên trên lúc trên trên cao đó, giống như người ta là như vậy, còn có mình nhìn của mình là như thế này nè, đạp xuống đúng giờ, kéo lên đó, có mình sẽ có mình là đạp xuống đâu đây này đó, hoặc là đạp xuống đâu đây này đó, thì sau đó mới là đại sóng, góc mình của mình sẽ khác, người ta là như thế, có nhiều người ta chỉ nhìn được ở đây nó sao quay đi lên, còn mình sẽ nhìn được ở về đây hoặc về đâu đây rồi bắt đầu đi lên, hoặc có thể là về sau sau hơn tí, thì mình thấy nó có một cái nhịp rũ nữa, nó đang thiếu cái nhịp rũ để vào sóng thôi đó, nên vì sao ở cái góc nhìn của mình nó sẽ khác người ta, ở góc độ là ở đây đi lên, còn góc độ mình nó phải rủ thêm cái mới đi lên, nó là như thế. Rồi nhìn qua con Techcombank đi,
Năm trước mà nói bạn rõ ràng mà, bạn có cơ mình này, thấy mỗi anh kia muốn xuống sao thì lo bán đi, không lo bán. Bây giờ anh đạp về đây cũng mấy trăm rồi, ở đây còn cái gap này nó phải quay về lắp cái gap ở đâu, gấp gấp này này đó, gấp ở đây nữa này đó, những cái gap này nó phải lắp lại này đó, thì chúng ta cứ chờ đi. Giống như đoạn này này nó lắp gap thì chúng ta đi sâu, không đi sâu sâu lúc dưới đây luôn mà biết đâu được. Đúng giờ ở đây bạn thấy đi, y chang không, mỗi lần lặp đi lặp lại này, cái niêm hướng lên này nó quay test cái này, mở biên giảm này sao quay giảm cái xe quay, sao quay đạm cái nữa này, cân bằng sao quay này vào sóng này, chúng ta chờ những tín hiệu vào sóng này chúng ta tham gia. Còn thấy nó rơi rơi bạn cứ ghê ghê giống như dòng bất động sản chứ, nhưng mà bất động sản đoạn sau cũng vẫn có khả năng vào sóng mà, mình cũng coi được vài dòng nó chứ, mình cũng đang là nghiên cứu đợi cái dòng lên sóng mình đánh đoạn sau thôi, mình đánh siêu chu kỳ đoạn sau chứ đoạn này cơ hội nhỏ mình bỏ qua. Mình chỉ cần á, trong thị trường này mình chỉ thắng một cái chu kỳ cực kỳ lớn là được, nên quan trọng á, khi bạn thắng bạn được bao nhiêu, khi bạn sai bạn mất bao nhiêu, nó là cái thứ quan trọng nhất chứ không phải là cái việc đúng sai trên thị trường này đâu. Ví dụ như mình sai cũng được mà các bạn đúng cũng được cũng chả quan trọng, quan trọng là khi á, mình vào mình giải ngân giúp cho khách hàng mình kiếm được nhiều tiền nhất có thể là được, đó là cái quan điểm của mình chứ mình chả bao giờ những đánh những nhịp này đâu. Ví dụ như đoạn này đi lên đi thì sao lúc đó sẽ có mặt mình, nhưng mà nó không có đi lên được làm sao có mặt mình được. Nhìn chung cổ phiếu đang test lại trên line nó giảm thì ở đây nó chưa vào sóng được đâu. Nhìn quang VBank này, đây nhiều người nói ở đây tích cung vào sóng, có vào sóng đâu, mình phân tích khá rõ ràng ở trên đây cái bán cái vol to đùng, bán cái vol to đùng ở đây cung khá lớn này, rồi vào sóng thì ở đây vào sóng kiểu gì, khi mà tổ chức họ bán ra mục tiêu họ mua giá thấp và đây test lại hai đỉnh ba đỉnh thất bại, thì ở đây này nó còn cái gap bao nhiêu à, cái gap mình dốc khoảng là 17 năm này, rồi ở đây có thể là về vùng giá này nó test lại hỗ trợ này, biết đâu được. Đúng chưa, về vùng đó chúng ta phải mua ở giai đoạn phía sau chứ, ở đây chúng ta mua làm gì, mua đây mua ngay kháng cự à, mua ngay kháng cự mua ngay đỉnh nó còn gì nữa. Giống đây đã bùng nổ lên không vượt kháng cự này, mua đây mua ngay kháng cự rồi, đáng lẽ cây này em phải bùng nổ lên lúc trên đây này von to đùng lên đây này, thì cái cây đó cây mua, còn rõ ràng là nó đánh như thế thì không phải cây mua, chúng ta phải chờ đợi thêm thôi. Giống như HDC mình nói bạn này đó, em test lại ba đỉnh công rủ như thế này nữa về lắp ráp dưới đây thì sao ai biết được đâu. Đúng dạ, nên vì sao vi banh đó chúng ta phải chờ thôi. Tiên Phong Banh thì dòng hàng con Tiên Phong Banh nó đẹp đẹp một tí này, nhưng mà nhìn chung nó test cung nó không nổ thì nó rủ về đây, còn nếu mà ở đây nó nổ lên thì chúng ta sẽ tham gia luôn. Vì ở đây nó nổ bùng nổ lên nha, mà cây đánh tăng trần và khối lượng của nó khớp lệnh cỡ này đi thì cái đó là điểm tham gia, còn không thôi. Rồi tiếp tục dòng gì đây, dòng phân bón đi, phân bón như thế nào, ZV này các bạn thấy đi, nó tăng mạnh như thế này này, nhưng mà đối với những cái ông mà cầm 5 70 tỷ ông đánh được con này không, không. Và bản chất mình đang khuyến nghị cho cái room gọi là khách hàng cũng tương đối lớn, mà bạn hỏi ở vì sao mình không đánh đường ZV thì mình trả lời luôn á, là bản chất ấy là mình đánh phải đánh những cổ phiếu thanh khoản lớn một tí. Đúng giờ tại vì khi nó bô xong mình chạy được, các bạn thấy đi giải ngân đâu khoảng là 1 tỷ 2 tỷ thì dễ, nhưng bạn hướng dẫn cho một cộng đồng mà có thể giải ngân một cái số tiền lớn vô cổ phiếu này, bạn dám cho giải ngân không, làm sao dám giải ngân. Người ta có nói câu ấy, nếu các bạn không đầu tư vào cổ phiếu tốt sớm muộn gì bạn cũng phải rời khỏi cuộc chơi. Mà nhiều người kêu bạn vào giải cổ phiếu này giống như con FLC đó đó, rõ ràng rằng bao nhiêu con bất động sản ngon bạn đầu tư bạn vô con FLC làm gì. Rồi bắt đầu này bây giờ thấy nhiều người giàu từ con này, nhưng cũng có nhiều người nghèo đi vì con này. Rồi con IDC này đúng vậy đó, rõ ràng rằng này cậu chọn cổ phiếu ok không, chọn chọn cổ phiếu bốc cung làm gì. Rồi bạn thấy những cổ phiếu gì đây, những cổ phiếu như con BAI này đó, những cổ phiếu ok bạn không chọn, bạn chọn những cổ phiếu này thì làm cái gì, nó như vậy. Nên bạn thấy đi, vì sao mình không chọn CFP là như thế, mình biết à con CFP nó tăng nhưng tại vì sao không đầu tư, tại vì sao, tại vì bản chất nó cổ phiếu thanh khoản bé, nó cũng là cái cổ phiếu gì ạ, cổ phiếu nó hơi bô cung. Và bạn thấy nếu mà nó bịt cung nó bán thì mình sẽ bán không được, mà mình khuyến nghị cho khách hàng mình vào những con này sao thì nó sẽ gì ạ, mang những trạng thái rủi ro rất là cao. Các bạn phải chọn cổ phiếu thanh khoản to to đánh chứ, ví dụ cầm chục tỷ mua con này có 300 ngàn sao bán giá 26 đúng vậy, mua mua sao mua bạn rồi bán đè nhau bán hả, rồi sao thoát. Ví dụ như DCM DM thanh khoản cao thì ok mình đánh, nhưng mà thực chất những con này có lên đâu, nó có ổn định đâu, chúng ta lên đánh bao cung như thế này làm sao đánh. DBM thực chất những cổ phiếu này mình cũng đâu có đánh được đâu các bạn, DBM DCM thì thực chất mình đánh được, nhưng mà ở đây rõ ràng là sao ạ, nó cũng chưa vào phớm mình lắm ở đây tại cái biên của nó lỏng quá dòng tiền vào. Nhưng mà ở đây bạn thấy cũng phải chờ xem vài bữa nó có lắp lại gas không, ở đây mình chờ cái nền kiến tạo số 2 đi xem dòng tiền vào không mình xâm gia, chứ bản chất ở đây nó cũng cái thế cũng khá đẹp thì có thể quan sát đoạn sau xem nó có vào sóng hay không. Còn nếu mà thị trường chúng ta chỉnh mà những con này nó không chỉnh là đoạn sau có thể vào sóng được nghe, các bạn có thể lưu ý đoạn sau thôi. Còn bây giờ cứ chờ đợi xem tín hiệu nó như thế nào, còn mua thì đó mình thì nó cũng chưa vào firm của mình lắm tại đây cái biên của nó quá lỏng. DGC này con này cũng thanh khoản co này, ví dụ mình chờ chờ những con này nó vào sóng mình đánh này, con đây tích lũy khá tốt thì chờ đợi xem nó giật lên dòng tiền vào chúng ta sẽ tham gia đoạn sau. Những con này bạn có thể theo dõi dần là vừa, tại vì con CSV nó cũng là con báo hiệu có sóng hay không ấy, chúng ta phải chờ cái tín hiệu này. Con DBM này đây cũng đi lên bắt đầu đạp lại vài phiên vol to đùng cũng chưa có sự đồng thuận lắm, thì chúng ta phải chờ thôi.
đó, nên nhìn chung là dòng phân bón phải chờ thêm đó, xem thị trường chỉnh nó có chỉnh hay không, nó có thể là dòng dẫn sóng đằng sau hay không. Còn mấy ZV chả đánh ông DDV chả đánh đâu, từ thanh khoản nó quá bé đúng giờ, thanh khoản quá bé thì đừng có đánh, đánh những con thanh khoản cấp cao thôi, chứ cầm tiền lớn sau đánh những con thanh khoản bé. Rồi có nhiều người nó thép vào sóng này, ví dụ như có HBG này, chỉ có mình là nó quay test đáy thôi, ai cũng nói vào sóng này vào đây mua này, chuẩn bị về đây cắt lỗ này. Bản chất nó vào sóng nó phải có dòng tiền vào khuếch đại ở đây này, dòng tiền khuếch đại cái phiên này mới điểm mua. Bạn cứ vô bạn cầm đẻ ô tô không, mình thấy rất nhiều bạn cầm đẻ ô tô cứ vô đây cứ vào múc này, người ta thấy có tín hiệu đâu vào múc, cái thanh khoản có đủ đâu mà múc, có vượt cản đâu mà múc. Ví dụ nó vào sóng nó phải vượt hết cái cản của nó, ví dụ đây này nó vào sóng thì nó phải đánh như thế này, nó vượt hết cái cản này, cái này cái cản nó này, nó phải vượt hết cái cản, giờ nó vượt hết cản luôn này, bắt đầu dòng tiền lên rủ cái này sẽ là cái điểm để chúng ta vào, và điểm này mới là điểm vào này, đó mới điểm vào tốt chứ, chứ bạn cứ cứ vô đây bạn múc cầm điểm trước ô tô không à. Đây bạn thấy đây mới là điểm múc này, hoặc đây đây mới là điểm múc này, nhìn chung thì bạn phải chọn cái điểm mua sao cho nó hợp lý tí, chứ lên đây gặp lại cản bằng múc đây này, là đu đỉnh thì hàng về cắt thôi, điểm mua làm gì có đâu. Rõ ràng nó ở đây test đáy mà chắc gì đã thành công đâu, phone bắn to dần lỡ lỏng đáy luôn sao, người ta chưa biết được đâu, nên chờ đợi thêm. HSG biên nó lỏng như thế này này, cái lò xo siết chặt tăng mới mạnh, còn lỏng lỏng như thế này sao tăng các bạn. Ví dụ đây tăng lên đây kiểu như bị cục đầu lại, đó đó mình bản chất chưa mua được. Dòng thép thì chờ, dòng thép vẫn có thể vào sóng đoạn sau, nếu chúng ta chỉnh mặt dòng này không chỉnh nó cân bằng lại được thì đoạn sau có thể vào sóng, nó siết biên lại đã. Ví dụ như đây đi, nó đánh dạy dạy lên bạn thấy dạy dạy lên thì chắc chắn nó sẽ chưa lên này, nó đánh dạy dạy chưa lên nhưng mà bắt đầu này nó đạp xuống nhịp này, bắt đầu có trạng thái siết biên trở lại này đó, đoạn sau siết biên trở lại này thì bạn thao tìm kiếm điểm mua trên đây luôn. Nó như vậy nên bản chất cổ phiếu này có thể quan sát đoạn sau thôi đó, mình quan sát nhiều cái dòng xem nó vận hành như thế nào thôi, để mình chờ đợi một cái cú gọi là kích hoạt dòng tiền để mình đánh đó. Con Nam Kim này cũng ok, nó nhìn chung cũng cũng tích lũy lại được, biên của nó mặc dù hơi lỏng tí nhưng đoạn sau bạn hãy chờ vài cú rũ đi đó, mình sẽ còn vài cú rũ đây này, nó cân bằng đây này đó, nó siết biên lại quanh vùng này này, nó sẽ vào đại sóng, nếu mà có được tín hiệu đó thì mình sướng dẫn vào tham gia, còn bây giờ chưa tín hiệu đó mà chúng ta phải chờ cho nó rũ xong đã. Nhìn chung được vài dòng nó cũng ok tí đúng giờ, dòng hàng thì bản chất của nó cũng là tích lũy nhưng nó phải cần thiết cái pha rũ, nên nhìn chung mình nhìn nhận thị trường ta bây giờ cầm tiền ấy là cái cơ hội cực kỳ lớn cho đoạn sau chứ phải là ít đâu, nhiều dòng nó tích lũy đẹp lắm. Nhưng quan trọng phải chọn điểm mua cho hợp lý, chứ mua trong những nhịp gọi là nó rủ, ví dụ như mình nói cho bạn dễ hình dung này, lỡ trong những cú rủ như này này nó đánh lúc vào sóng bạn không tham gia được luôn, vô đoạn này này đúng giờ bạn bắt đáy này, hàng về lỗ này, bắt đáy này, hàng về lỗ này, bắt đáy, hàng lỗ, bắt đáy, hàng lỗ, đến lúc vào sóng thiệt bạn dám tham gia không, bị lừa 3 4 lần thì lúc nó vào sóng thiệt làm sao để tham gia, còn mình chờ chờ cái điểm này thôi nó, chứ còn những cái nhịp hồi hồi này mình bỏ qua bên, mình chả quan tâm nó đánh như nào, quan trọng là phải đánh được cái dòng sóng và đánh được đúng điểm. Với đoạn này này mình kêu bạn vào full margin vùng giá 1080 mà đúng giờ, ở đây mình nói ở có rất nhiều khách hàng mình nghe đúng giờ, và khách hàng mình nghe thì các bạn xem mình sẽ không bao giờ nói phép cả, mà mình nói toàn hoàn toàn sự thật. Các bạn nào là khách hàng của mình ấy, thì nói bạn ở vào full margin phải vùng này không, rõ ràng vùng này, còn cái vùng mình bán là mình bán đâu trên vùng trên đây này đó, tại mình thấy tín hiệu bất ổn mình bán vùng trên đây, đúng giờ mình đứng ngoài thị trường. Còn đoạn này này là bạn thấy mình đánh những cổ phiếu gì ạ, mình đánh cổ phiếu như con FTS này, rồi đánh những cổ phiếu rất là nhiều cổ phiếu TNG vân 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 rất nhiều cổ phiếu, nó tóm lại là như thế. Nhìn chung là mỗi đoạn mình thấy tín hiệu rủi ro mình đứng ngoài, khi nào ổn mình sẽ vào lại sau, cứ mỗi năm bạn đâu cần thắng khoảng là lướt đi lướt lại liên tục đâu, một năm bạn chỉ cần kiếm 30 50% thôi là thành công rồi, hoặc 70% bạn thành công rồi, bạn đừng cố gắng đánh quá nhiều, cứ vào một lần xong bắt đầu đi vốn tốt, rồi bắt đầu canh những điểm thoát ra. Ví dụ như đỉnh đáy là những vùng hoàn toàn có thể xác định được, các bạn nào có đủ trình thì bạn sẽ xác định được đúng được những vùng đỉnh đáy nó là như thế. Đỉnh đáy là mình chắc chắn bạn là những vùng có thể xác định được, nó sẽ có những cái dấu hiệu lặp đi lặp lại thôi, quan trọng bạn có nhìn nhận ra hay không thôi. Thực phẩm thì không có cổ phiếu gì nổi bật thì sẽ không tích, thương mại đi, thương mại DC World này, DC World nhìn chung tích lũy cũng ổn này, cũng vai đầu vai, nhưng dòng tiền vào nó chưa đánh lên thì chúng ta phải chờ đợi giai đoạn phía sau thôi. Ở đây chờ hẳn, chờ hẳn vượt cái cản này đi đó, quả đây vài bữa sai quay ở lại đi, dòng tiền bùng nổ lên ta sẽ tham gia, thị trường không chỉnh mà nó bắt đầu nó thị trường chỉnh nó không chỉnh mà cân bằng lại được thì chúng ta sẽ tham gia, nó có thể đánh trong đồng này này đó, nó rủ nhịp nữa bắt đầu nó đi lên sao đúng giờ, ở đây nó cũng vẫn có thể rủ giống như thị trường sao ta chưa biết được đó. Ví dụ như đây cây này sao nó giống cây này sao, và nó giống như những cái cây này sao đúng chưa, những nhịp bùng tráp giống như những cây này sao, đâu biết được đâu đúng giờ, nên ta phải chờ chờ cái tín hiệu dòng tiền vào vượt hẳn cái cản đi rồi tham gia. Còn đây nếu mà nó cũng là cái vùng tích lũy của nó thôi, nhìn chung là nó đang tích lũy cái thế tích lũy đi lên ấy. Nhìn chung cái thế của nó cũng khá là đẹp, có thể chờ đợi tín hiệu thêm. BZW chờ được này, FRT thì thôi, cái mẫu hình như con Techcombank canh là lo họ lên bán nè. BNG thì nhìn chung cũng tích lũy, điểm mua mới chưa có. Masan sao?
cũng đang cắm đầu đi xuống như này, mua gì bạn cho rơi sóng đã. Nguyên tắc mình là phải chờ cho rơi sóng cắm đầu rơi như này này, rơi 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 như này làm gì để mua cho rơi sóng đi. Mua mở liều G mua hay không, mở G hôm trước mình nói bạn lên sóng 75, nó lên đúng sóng 75 chưa, đây này lên lắp đúng một cái gáp chưa nè, nó lên đúng 675 như mình nói không, nó lên y chang đúng đây không, sóng 75 này đó, bạn lo bạn bán không bán, bạn thấy bắt đầu cắm đầu rơi lại làm gì có điểm mua, ở đây còn sideways lâu lắm bạn. Còn đó mình thì mở liều G thì mình đánh giá không triển vọng gì nhiều, mình chả bao giờ đánh những con này cả, con này nó nặng lắm, mình sẽ chờ đánh những siêu phẩm khác. Thủy sản thì con VHC cũng là con mình có thể theo dõi đằng sau, nó rũ bỏ y chang DGC đó, đó rũ bỏ như DGC đó, đang rũ bỏ giống như DGC nhưng phải chờ dòng tiền kích hoạt như này mới vào sóng được. Mình đang chờ thôi, cái dòng tiền vào kích hoạt mình sẽ tham gia, còn này nó chưa có dòng tiền kích hoạt, cho ở đây nó sideways, dòng tiền sideways cái đi, dòng tiền vào đánh lên cái nữa mình sẽ tham gia, nếu mà đánh vượt cản hết nha, nó phải đánh vượt cái cản chéo đây này đó, nó phải đánh vượt cản chéo đây này mình sẽ tham gia. Còn bây giờ mình chờ xem vận hành như thế nào thôi, mình đang nghiên cứu quan sát giờ, ở đây có đi lên đi xuống đi lên đi xuống thôi, có tín hiệu dầu sóng đâu. ADV cũng là con ok nhưng mà nó không mạnh VHC, là vì con này nó xa đỉnh hơn, cái đỉnh càng xa nó sẽ càng yếu, còn cái đỉnh mà nó càng gần ở VHC là con gần đỉnh nhất rồi này, đây đỉnh mọi đại nó này là con càng mạnh, bạn cứ để ý đi, cổ phiếu càng cao sẽ giá còn càng cao, còn cổ phiếu thấp thì giá của nó sẽ càng thấp, giống như hàng hiệu vậy đó, ai bán bạn giá thấp đâu, giống như bạn cái tổ chức đây bạn biết cổ phiếu đó là cổ phiếu ngon, cổ phiếu tốt, có muốn bán vào từ giá thấp không, tất nhiên là không rồi, thì ở đây bạn thấy đi, giá ở trên càng gần đỉnh càng cao thì nó sẽ càng mạnh đấy, nên trong vòng ta chỉ đánh giá xem cổ phiếu nào gần đỉnh nhất, cổ phiếu đó sẽ cổ phiếu tăng mạnh nhất ở chu kỳ sau nếu nó vào sóng. Nó xác định leader thì ví dụ như con dòng thủy sản thì VSC leader, chờ đoạn sau nếu mà thủy sản vào sóng thì đánh leader thôi. Cảng biển thì mình thấy GMD mới là con mạnh này, còn đánh những con khác làm gì, con GMD nó cứ xây nền này, và nếu dòng tiền nó vào có thể đánh những FLT luôn. Ở đây chờ vượt cản đi, 88 thì vượt hẳn cản tham gia, còn bây giờ chưa vượt hẳn cản thì bạn cứ chờ thôi, bạn chờ 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 đi cho xây nền kiểu gì sẽ có nhịp chạy rút, y chang VGT con FLT đó, nó xây nền nó phải chạy nước rút các bạn, cổ phiếu nào cũng vậy trơn, các bạn thấy FLT nó xây nền này, cho xây nền đã đi, nó xây nền đi, kiểu gì sẽ có chạy rút như thế này, hay DGC cho xây nền đấy đúng không, xây nền kiểu em sẽ có nhịp chạy rút như thế này, thì con GMD nó cũng tương tự như vậy, nhưng quan trọng chúng ta phải chờ đợi cái điểm tích kích hoạt chứ, tích lũy như này tích lũy như này tích lũy như này tích lũy như này chúng ta vào chúng ta ôm quá sớm sao ạ, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác hơn, trong nhiều khi các cổ phiếu khác nó tăng đâu khoảng cả trăm trăm con này tích lũy đánh cũng hơi chán đó, nên nhìn chung thì mình phải chờ sự kích hoạt dòng tiền. Còn HAH thì mình nói bạn rồi đó, ở trên đây bạn lo bán đi, mình kêu bạn bán trên đây đâu phải là kêu bạn về đây bạn bán đâu, bây giờ cân bằng sang quay thì ở đây vài bữa nó hồi lên cái bạn lo bán cũng được, rồi vài bữa có thể đặt luôn cũng không chừng, nên nhìn chung ở đây chưa phải điểm bán, chưa phải điểm mua, còn nhìn chung đó mình thì cái thế của nó thì nó phải về giá khoảng 38.5, nó tương tự FB, gì à? FTS vậy đó, đó nhìn chung cái thế nó như thế này thì làm sao mua, vót tương tự này, nó quay về lắp gáp này, ở đây còn cái gáp này, vài bữa về quay lắp gáp này, nhiều người đánh được con vót không? Ít người đánh được vót lắm mà thanh khoản nó bé như thế này, bạn kêu mình vào làm sao mình vào, mình chờ những dòng to to mình đánh nhớ, cái con này đánh cũng rủi ro chứ, mình phải cân nhắc rủi ro với là cơ hội mình mới giải ngân, còn VTO đánh trần như này bạn vào được vào chứ thanh khoản như này mình chả vào đâu đó, nên tùy theo cái cách của bạn đánh và tùy theo cái sự chọn lựa cổ phiếu của bạn, còn mình thường thường mình đánh những cổ phiếu to to tí, thanh khoản ít nhất phải 1 triệu cổ phiếu trở lên mới đánh, hoặc là 2 triệu 3 triệu cổ phiếu trở lên mình mới đánh, chứ đánh chả bao giờ đánh cổ phiếu nhỏ cả đó. Và bạn đánh đi, ví dụ đánh cổ phiếu nhỏ có mặt gain đâu, nhưng mà đánh cổ phiếu to nó có mặt gain giống như GVR này. Hồi đó mình đánh GVR này mặt gain cao, nhưng mặt gain cao chứ bây giờ có 100 triệu đánh là được khoảng 200 triệu hoặc là 200 mấy chục triệu, thì bạn thấy đi lãi 10% thành bằng lãi 20% rồi, so với những cổ phiếu mà nhỏ nhỏ như này đánh làm gì, mình đánh lúc nào cũng phải all in, mình đánh mặt gain vào chứ mình chả bao giờ đánh có mặt gain cả đó, xác định vào trên là mình phải đánh all in chứ mà chả bao giờ đánh ít. Còn đây bạn thấy đánh thì người ta kia bạn đánh 20-30% và đánh 20-30% thì bạn thấy đi rõ ràng như thế nào, đánh 20-30% thì nó chả có mang lại tác dụng gì cả đúng chưa à? Tại vì đánh 20-30% của 100 triệu thì bằng lãi 10% thì bằng lãi có 2-3 triệu nhiêu đúng chưa à? Ví dụ như bạn có 100 triệu mà bạn đánh 30% đi thì bạn lãi 10% của 30% của 100 triệu là 30 triệu, là các bạn lỗ ba lãi 3 triệu, 3 triệu trên 100% là có 3 triệu nhiêu, là chỉ có 3% trên 100 triệu nhiêu đúng giờ, thì bạn thấy đi đánh đánh vậy đánh làm gì, đánh cho mất công suy nghĩ này kia kia nọ, chúng ta đánh đánh xác nhận sống ta vào chúng ta đánh all in cho nó nhanh, chứ đối mình thì chả đánh lăn tăn như thế này làm gì, cơ hội nhỏ thì thôi bỏ qua, chờ đánh cơ hội cực kỳ lớn với mình, rồi khi nào cơ hội lớn tới thì mình sẽ khuyến nghị cho bạn để bạn tham gia. Vật liệu xây dựng thì vài con như LCG thì cái thế của nó như thế này cũng chả tín hiệu gì tham gia, còn nhìn chung thì nó vẫn tích lũy sẽ quay thôi, giờ cái trạng này biết tích lũy rồi nhưng phải rủ rủ về đâu chúng ta chưa biết,
mà cái chờ lỡ đây nó tích lũy sẽ quay cái này, nó rủ phát này nó lên lưng như này thì bạn thấy cái phát rủ này cũng kinh lắm chứ không phải ít đâu, là kinh thiên động địa luôn á. Các bạn thấy từ đây rủ về đây này bao nhiêu trăm, rủ gần sáu mấy trăm thì cầm gì nổi bạn. Đó là vì sao mình luôn luôn chờ tín hiệu nó thôi. Còn đây tín hiệu mua chứ, làm gì có tín hiệu mua đâu, đây cho rủ xong đi, có dòng tiền này vào đâu mua. FCN sao như thế nào cũng rủ đây này, chưa biết nó về đâu đây, chờ cho rủ xong đã, vol thấp như này chưa biết bao giờ tạo đáy luôn. Nó rủ bạn thấy phải nổ nổ vô lên mới có cơ hội tạo đáy, và những cái nhịp rủ phía trước nó này nó đạp bạn thấy nó đạp về đây nó nổ nổ vol lên mới là biết được dấu hiệu tạo đáy dần dần. Chúng ta phải chờ cho nổ vol như này đi, nó thống khống gọi là nó tháo cống thống cáo như này thì phải chờ, đúng giờ phải chờ thôi, thị trường này phải chờ các bạn, chờ đợi là hạnh phúc, phải chờ tín hiệu của nó. Còn thì nhìn chung thì nó chưa tín hiệu gì vào đâu, cứ cứ kiên nhẫn với mình đi đó, các bạn phải chờ cái tín hiệu đi, mình sẽ hướng dẫn bạn cái tín hiệu vào đẹp, và bạn phải chờ cái tín hiệu gì nổ volume, volume chưa nổi chưa tạo đáy đâu, nó như thế. Rồi VCG sao, VCG tương tự thôi, chờ bây giờ là phải chờ. Dịch mai này nhiều người kêu bạn mua VGT đúng không, siêu sóng VGT này, nhìn cái thế này bạn thấy siêu sóng được chưa, chưa đâu. Ở đây lên đây gặp đáy cản này, hai cây từ chỗ tăng giá lên đây lên liền bằng mắt các bạn, lên đây khả năng sẽ quỵt cục đầu lại, nó sẽ quay dưới đây một thời gian mới lên chứ, nhìn cái thế mình biết chưa lên rồi. Bản chất của nó là như vậy, nó tích lũy có đủ nền đâu mà lên, giống như ở đây này đó, cây này dòng tiền vào nó sideways, bạn tưởng nó lên, nó lên đâu đây một cây từ chỗ tăng giá, cây vẫn tăng giá không tăng này, nó lại 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 xuống đạm cây nữa sao. Mà cổ phiếu bao cung thì thôi đừng có phân tích cung cầu nó làm gì, nó nói thẳng nó cổ phiếu bao cung, cổ phiếu bao cung mình sẽ không tích quá nhiều, cái thanh khoản nó như thế này nó giật lên giật xuống bị bao cung rồi. TNG này, nếu đánh mình sẽ đánh TNG chả bao giờ đánh VGT, tại sao TNG cái thế nó mạnh nhất mà nó về đỉnh cũ, nó VGT còn lẹt đẹt ở dưới giữa thân sóng nó như thế này đánh đánh TNG ngon hơn chứ, đúng giờ nên phân tích con TNG sống thì con VGT mới có cửa bạn. Còn bây giờ các bạn thấy TNG đánh về đây lắp ráp về đây vol to rồi chưa tăng đâu, xuất hiện nhiều phiên sách out thì khả năng sẽ có rủ đó, rủ về đâu chúng ta phải chờ. Nó nhìn chung phân tích vài con leader của dòng là biết dòng nó lên hay không rồi. Điện ri tăng tốt này, bao bao các bạn canh bán đi, ở đây tín hiệu bán khá rõ này, một phiên sách out này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, năm phiên là lôi là hàng đã bán đi. Con bao bạn bán đi vài bữa nó về đây này, về giá 13 14 bạn coi đi, vài bữa mở video mình lên để kiểm nghiệm lại xem bao về đó không. Còn đó mình điểm mua mới chưa có, ở đây nhiều các bạn mua nhưng mà đó mình ở đây không phải điểm mua, nó phải rủ xong mình mới mua. Còn ghét thì test lại nước like này, bắt đầu mở video nó giảm này, ở đây nhiều người các bạn mua đây này, làm gì phải điểm mua đâu, mua đây phải lãi chứ, mua đây mà hàng về lỗ mua điểm mua sai rồi còn gì nữa, mua mới làm gì có điểm mua. Bởi vì đây dòng heo này đó ra tin tức tốt quá trời tốt, mình đa bà cô cắm độ giảm như này mua gì. Ví dụ đây bạn thấy đầy đủ VSA phân phối luôn hết. Đây BC này, ST này, AR này, sau này UA này, bắt đầu hồi lên UTD ở đây rồi này. Nó bạn canh bán dần đi, nếu mà gãy một giá nhiều à. Gãy giá khoảng 33 là nó sẽ mở biên tiếp á, nên điểm mua mới chưa có canh hồi hạ thôi. AG giảm trước rồi thì cũng có không có gì phân tích quá nhiều. Rồi bạn thấy khu công nghiệp này. GVR thì khá ổn, nắm giữ thêm này. Ở đây nếu có vào trend hay không thì chúng ta phải chờ thêm thôi. Còn đây hở gáp lắp gáp rồi dòng tiền vào, phải chờ dòng tiền kích hoạt nữa chúng ta mới tham gia. Còn đây mình đối với mình thì dòng tiền kích hoạt chưa đủ lớn, đây đang phải đánh trần lên cân bằng sideways thì đoạn sau kích hoạt lên cây nữa mới sẽ tham gia. Còn bây giờ nắm giữ được quan sát tim. Còn IDC này ở đây cũng muốn hành ban đánh giá những đây nó đang thiếu dòng tiền kích hoạt để xác nhận dòng sóng ấy. Điểm mua mới chưa có, phải có dòng tiền kích hoạt sẽ vào sóng. Còn bây giờ nắm giữ quan sát tim thôi, còn đó mình mua thì chưa mua đâu. SC cũng bắt đầu rũ bỏ chưa có sự đồng thuận này. VGC tương tự này. Rồi nhìn chung mình đã đi sơ lược qua dòng thị trường rồi, thì quan điểm của mình hiện tại mình đang trong nhịp rũ đó, và nhịp rũ về tới đâu thì mình sẽ khuyến nghị cho bạn trong những cái phần cộng đồng. Thì bạn nào mà muốn vào những cái phần gọi là cộng đồng của khách hàng của mình ấy, thì bạn có thể liên hệ bằng trợ lý để bạn trợ lý có thể là thêm vào những phần cộng đồng đó. Và trong thời gian sắp tới là mình cũng sẽ mở những khóa coaching ấy để hướng dẫn cho bạn cái cách để làm gì ạ, để hiểu về cái thị trường nó tạo đáy như nào, thị trường tạo đỉnh như thế nào, điểm mua như thế nào, điểm bán như thế nào, rồi quản trị vốn như thế nào, quản trị danh mục như thế nào, thì sẽ có đầy đủ trong những cái khóa coaching đó. Thì bạn nào muốn học những khóa coaching đó thì các bạn có thể là vào những phần cộng đồng ấy là dưới đây này đó, vào những phần cộng đồng rồi đó là vào đây này để các bạn có thể là gì ạ, vào cái đó để tìm cái những cái link ấy, để đăng ký cái buổi coaching đó. Thì bạn vào bạn đăng ký thì bạn trợ lý sẽ liên hệ, hoặc các bạn có thể nhắn tin thẳng cho bạn trợ lý luôn thì bạn trợ lý sẽ hỗ trợ cho bạn đó. Bạn trợ lý của mình tên Kiều Oanh. Rồi các bạn nào muốn đón chu kỳ sóng tới mình thì có thể là vào những phần đó để mình có thể liên hệ với bạn trợ lý để đón sóng mới nhé.
Rồi cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe hồ kênh. Các bạn thấy hay thì bạn nhớ gì ạ? Comment cho mình một cái chữ hay để mình có nhiều động lực hơn để mình có thể là ra thêm nhiều video mới. Đó. Hoặc là bạn có những cái ý kiến gì có thể góp ý cho mình thì bạn cứ comment dưới, mình sẽ đọc từng cái comment để có thể là gì ạ? Để có thể là nhận những cái góp ý đó để có thể là cải thiện video ngày càng tốt hơn, rồi cải thiện cái nội dung ngày càng ok hơn. Đó là như vậy.